Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 146. Lúc này, âm thanh này đột nhiên nói. Ở trên người ngươi, ta cảm nhận được một thứ, đây là một thứ có thể gia tăng số mệnh, xem ra loài người các ngươi nắm giữ thứ số mệnh hư vô mờ mịt. Chỉ là phát triển càng nhanh thì có lẽ sẽ chết càng nhanh hơn. Tiền bối. Dương Diệp đi về phía trước, sau đó nói. Nếu các ngươi đã trải qua hủy diệt, vì sao không chịu nói cho chúng ta biết nguyên nhân, để cho chúng ta đừng dẫm lên vết xe đổ chứ? Mặc dù Dương Diệp hắn là một người ích kỷ, nhưng lúc này, hắn cảm thấy mình vẫn nên thay tất cả loài người hỏi một câu này. Về phần nói hay không, đó là chuyện của đối phương. Nhưng hỏi thì vẫn phải hỏi. Nói ra thì các ngươi sẽ tin sao? Âm thanh này khẽ nói, cho dù tin, các ngươi sẽ thay đổi được sao? Sẽ buông tha chuyện tu hành sao? Sẽ không, các ngươi cũng giống như chúng ta năm đó. Dương Diệp im lặng, bởi vì hắn không có cách nào phản bác. Lúc này, âm thanh này lại nói. Sinh lão bệnh tử là một quy luật tự nhiên, nhưng mọi người thông qua tu hành, thông qua khoa học kỹ thuật để phá tan quy luật này. Thử nghĩ xem, một tinh cầu vốn có thể chịu được trăm vạn người, nhưng ngày nào đó trăm vạn người này đột nhiên đều không chết. Sau đó sinh sôi nảy nở, cứ tiếp tục như vậy, người cảm thấy tinh cầu này sẽ thế nào? Hủy diệt. Dương Diệp nói. Âm thanh này nói. Nói một cách phóng đại, người trong vũ trụ đều không chết, hoặc nói là rất lâu mới có thể chết. Ngay từ lúc đầu có thể không sao cả, nhưng một vạn năm, mười vạn năm sau thì sao? Dương Diệp cười gượng nói. Nói như vậy, chúng ta đều không cứu sao? Âm thanh này nói. Đã từng có ba loại người có thể sống sót ở dưới quy luật vũ trụ, loại thứ nhất là loại người đặc biệt yếu, ví dụ như người bình thường. Vũ trụ công bằng, người đòi lấy bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu. Mà người bình thường này không cướp đoạt trời đất, tất nhiên cũng sẽ không cần trả lại. Hai loại còn lại thì sao? Dương Diệp hỏi. Âm thanh này nói. Còn có một loại linh vật được trời đất che chở, linh vật này bẩm trời đã hòa làm một thể với đất sinh, với vũ trụ. Sự tồn tại của bọn họ không chỉ không có hại cho vũ trụ, trái lại còn có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho vũ trụ này, linh vật này cũng có thể còn sống. Còn một loại cuối cùng thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Người mang khí vận lớn. Âm thanh này nói. Người như thế cũng giống như linh vật thiên địa, cũng nhận được trời đất che chở. Bọn họ cũng dễ dàng sống sót, trên người ngươi có một bảo vật có thể gia tăng số mệnh, trong tương lai, ngươi có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Nói như vậy, chúng ta đều không cứu sao? Âm thanh này nói. Đã từng có ba loại người có thể sống sót ở dưới quy luật vũ trụ, loại thứ nhất là loại người đặc biệt yếu, ví dụ như người bình thường. Vũ trụ công bằng, người đòi lấy bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu. Mà người bình thường này không cướp đoạt trời đất, tất nhiên cũng sẽ không cần trả lại. Hai loại còn lại thì sao? Dương Diệp hỏi. Âm thanh này nói. Sinh lão bệnh tử là một quy luật tự nhiên. Nhưng mọi người thông qua tu hành, thông qua khoa học kỹ thuật để phá tan quy luật này. Thử nghĩ xem, một tinh cầu vốn có thể chịu được trăm vạn người, nhưng ngày nào đó trăm vạn người này đột nhiên đều không chết. Sau đó sinh sôi nảy nở, cứ tiếp tục như vậy, người cảm thấy tinh cầu này sẽ thế nào? Hủy diệt. Dương Diệp nói. Âm thanh này nói. Nói một cách phóng đại, người trong vũ trụ đều không chết, hoặc nói là rất lâu mới có thể chết. Ngay từ lúc đầu có thể không sao cả, nhưng một vạn năm, mười vạn năm sau thì sao? Dương Diệp cười gượng nói. Nói như vậy, chúng ta đều không cứu sao? Âm thanh này nói. Đã từng có ba loại người có thể sống sót ở dưới quy luật vũ trụ, loại thứ nhất là loại người đặc biệt yếu, ví dụ như người bình thường. Vũ trụ công bằng, người đòi lấy bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu. Mà người bình thường này không cướp đoạt trời đất, tất nhiên cũng sẽ không cần trả lại. Tiền bối, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Âm thanh này nói. Ta đã ngủ say quá lâu, gần đây chỉ muốn ra ngoài xem thử, không ngờ lại kinh động một số người. Bây giờ ta phải ẩn nấp, dù sao ta cũng không muốn dính vào đến trong văn minh bây giờ. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Tiền bối, các ngươi có nguyên thạch kia không? Có thể cho ta một miếng. Nguyên thạch, đó là vật gì? Trong âm thanh này có phần kinh ngạc. Dương Diệp hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Chính là võ kỹ, hoặc công pháp gì đó của các ngươi. Âm thanh này im lặng một hồi lâu,
Sau đó rất nhanh, một khối đá trong suốt lấp lánh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đá truyền thừa, cũng không biết ngươi có thích đồ trong đó không, dù sao ta chỉ có một cái này. Dương Diệp vội vàng thu vào, sau đó nói. Cảm ơn, loài người. Lúc này, âm thanh này đột nhiên nói. Ngươi có thể giúp ta một việc không? Giúp việc gì vậy? Dương Diệp hỏi. Chỗ của ta đựng linh khí đặc biệt ít ỏi, những linh khí này không đủ để làm cho ta sinh tồn. Sau này ngươi có thể mang đến một ít linh khí cho ta không? Không cần quá nhiều đâu. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên có thể. Đây chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn. Âm thanh này nói xong, nắp quan tài đột nhiên chậm rãi đậy lại. Dương Diệp ôm quyền chào quan tài này, sau đó xoay người đi ra ngoài. Khi tới cửa, hắn gặp phải con dị thú kia, nhưng lúc này, dị thú ngồi ở chỗ góc tường mà không có ác ý với hắn. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thân hình rung lên và biến mất. Yêu thú kia liếc nhìn theo hướng Dương Diệp rời đi, sau đó nằm trên mặt đất. Trong đại điện, nắp quan tài này đã hoàn toàn đậy lại. Một lát sau, một tiếng lẩm bẩm đột nhiên vang lên ở trong không trung. Hóa ra đã qua trăm vạn năm lại một luân hồi, lại một kỷ nguyên, ai sẽ là người may mắn kế tiếp? Dương Diệp vừa rời khỏi di tích thần bí thì gặp phải mấy người Hàn Y. Lý Thủy Thủy và Úc U cũng có mặt. Mấy người Hàn Y xông tới và đang muốn nói chuyện, đột nhiên mọi người xoay người, di tích thần bí ở trước mặt bọn họ đột nhiên bắt đầu chấn động, dần dần mờ ảo và trong suốt, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Biến mất. Không ngờ nó lại biến mất trước mặt bọn họ như thế, không hề có tung tích gì. Dương Tiểu Huynh gặp gì ở bên trong? Lúc này, một nam tử đột nhiên hỏi. Mọi người thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía Dương Diệp, rõ ràng bọn họ tò mò về chuyện Dương Diệp ở trong đó lâu như vậy mà vẫn còn sống, Dương Diệp mỉm cười. Cũng không có gì, chỉ gặp một con yêu thú và chiến đấu cùng nó một trận, sau đó chạy ra ngoài. Chỉ như vậy thôi sao? Nam tử kia khẽ nói. Dương Eo Diệp nhìn về phía nam tử kia. Nếu không còn có gì nữa. Nam tử kia nhìn thẳng vào Dương Diệp. Dương Tiểu Huynh sẽ không được gì đó chứ. Ví dụ như nguyên thạch. Dương Diệp lắc đầu. Không có. Thật sao? Giọng nói của nam tử này có hơi lạnh. Dương Diệp đi tới gần nam tử kia. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, đừng nói ta không có được nguyên thạch, cho dù có thì ngươi có thể làm gì. Giết người đoạt bảo sao? Vậy thử một chút đi. Nghe vậy, sắc mặt nam tử này lập tức có chút khó coi. Dương Diệp không để ý tới hắn và trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này, Lý Thủy Thủy cùng Úc U vội vàng đi theo. Dương Tiểu Hữu. Hàn Y đột nhiên cười nói. Bất kể thế nào, chúc mừng. Dương Diệp liếc nhìn Hàn Y, sau đó nói. Thời điểm có nguy hiểm, mỗi người trốn còn nhanh hơn thỏ, vậy trách ai? Nói xong, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời xa xôi. Hai nàng Lý Thủy Thủy lập tức đi theo. Hàn Y bình tĩnh nhìn phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, bên phía chân trời đột nhiên xuất hiện vài khí tức cường đại lao tới với tốc độ rất nhanh. Bốn nhà lớn cùng Vũ Đế Học Viện vẫn tới rồi. Hàn Y khẽ nói. Hàn Huynh, trốn chứ. Phía sau Hàn Y. Nam tử kia nói với vẻ mặt có chút khẩn trương. Hàn Y cười nói. Trốn gì, đến lúc đó cứ nói thật là được. Dù sao, chúng ta cũng không có được gì. Vũ Đế Thành. Sau khi trở lại Vũ Đế Thành, Dương Diệp không để ý tới hai nàng Lý Thủy Thủy, à trực tiếp chạy về phía thư viện của hắn. Dương Diệp. Lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn thẳng vào hắn. Ngươi nhận được gì trong đó? Thủy Thủy. Lúc này, Úc U đột nhiên kéo Lý Thủy Thủy đến phía sau, nàng nhìn Dương Diệp với vẻ đề phòng. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai nàng, sau đó xoay người biến mất ở phía xa. Nhìn thấy Dương Diệp rời đi, Úc U lập tức thở phào nhẹ nhõm. Úc U tỷ, sao vậy? Lý Thủy Thủy không rõ. Úc U xoay người nhìn về phía Lý Thủy Thủy. Đồ ngu ngốc này, trước đây khi ở trong đó, khi hắn gặp phải nguy hiểm. Mấy người chúng ta đều không ra tay cứu giúp, nếu như là ngươi, ngươi sẽ có thiện cảm với chúng ta sao? Nhất định là không, mà bây giờ, chúng ta lại đi nhớ thương cơ duyên hắn thu được ở trong di tích. Nói đến đây, giọng nàng trầm xuống. Ngươi không cảm giác được sao?
lúc hắn đi ra đã muốn giết người. Đây cũng là lý do vì sao Hàn Y không dám hỏi hắn, bởi vì Hàn Y biết rõ hỏi thì người trước mắt này nhất định sẽ bạo phát, một khi hắn nổi giận, điều hắn làm chính là giết sạch tất cả mọi người ở đó để diệt khẩu. Nghe vậy, môi Lý Thủy Thủy khẽ giật và muốn nói, nhưng lại không nói được câu nào. Ốc U lại nói, ở trong di tích thần bí kia, chúng ta ra tay cứu hắn là tình nghĩa, nếu như không ra tay là bổn phận, hắn cũng không trách được chúng ta. Nhưng hắn thu được gì ở bên trong, chúng ta tuyệt đối không thể hỏi hay nhớ thương. Đương nhiên, chủ yếu là chúng ta không có thực lực đó còn muốn đi nhớ thương đồ của người khác, đó chính là tìm đường chết. Lý Thủy Thủy khẽ nói, ta hiểu được. Ốc U ngẩng đầu nhìn về phía xa. Tất nhiên hắn đã nhận được gì đó ở bên trong, nhưng đây là cơ duyên, cũng là phiền phức, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có người tới tìm hắn. Dương Diệp trở lại thư viện và tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mà Thiên Tú lại chạy ra. Bây giờ Thiên Tú tạm thời thay hắn trông coi thư viện, còn hắn phải đi xem khối đá truyền thừa của người tiền sử. Cách đó không xa, Thiên Tú liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nàng quan sát xung quanh rồi ngồi ở trước bàn đá, ở trên bàn đá có để một thanh kiếm chính là kiếm thủ. Thiên Tú ngồi ở trên ghế đá, hai chân nhỏ khẽ đung đưa, thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía Dương Diệp. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn khối đá trong suốt lấp lánh trước mặt rất lâu, sau đó thò tay điểm nhẹ một cái, khi ngón tay hắn chạm lên khối đá kia, nó đột nhiên nổ tung ra, cảnh tượng ở đó lập tức biến đổi. Đây là một thế giới bảy màu. Xung quanh tản ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, đúng lúc này, ở trước mặt hắn xuất hiện một ảo ảnh này đi tới trước mặt Dương Diệp, nhưng hắn không có cách nào nhìn thấy rõ đối phương, chỉ có thể nhìn thấy được một cái bóng mơ hồ. Đúng lúc này, xung quanh bóng người kia đột nhiên xuất hiện năm cột ánh sáng, có màu lửa, có màu nước, cũng có màu đất. Nhìn đến đây, Dương Diệp thoáng cái đã hiểu ra. Đây là lực lượng ngũ hành. Trong thiên địa có ngũ hành, bản thân hắn đã từng tiếp xúc qua lực lượng ngũ hành, nên cũng biết một ít. Lúc này, lực lượng ngũ hành xung quanh bóng người kia đột nhiên xoay tròn. Đây là muốn dung hợp sao? Dương Diệp nhíu mày, nếu như dung hợp cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi vì hắn đã từng dung hợp, tuy uy lực kia thật sự không tệ, nhưng không quá hấp dẫn hắn. Mà vào lúc này, cảnh tượng xung quanh Dương Diệp đột nhiên phát sinh biến hóa. Giờ phút này, hắn ở trong một bụi hoa rất đẹp, hiển nhiên là mới nở. Nhưng trong phút chốc, cảnh tượng ở đó dần dần biến đổi, ở trong tầm mắt Dương Diệp, bụi hoa xung quanh hắn đột nhiên biến thành héo úa, sau đó chậm rãi rơi xuống. Thoáng cái, nhiệt độ xung quanh chợt lạnh xuống, cánh hoa xung quanh hắn đã bị một tầng băng sương bao trùm. Cứ như vậy, cảnh tượng xung quanh Dương Diệp không ngừng biến hóa. Cuối cùng, Dương Diệp đã hiểu rõ. Xuân hạ thu đông. Trước mắt hắn đang trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bóng đen kia vẫn còn đó, năm loại lực lượng xung quanh vẫn đang không ngừng xoay tròn. Cảnh tượng trước mắt hắn cũng không ngừng biến hóa theo. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp đã hiểu rõ. Lực lượng ngũ hành không chỉ có thể dung hợp, còn có thể thay đổi lực lượng ngũ hành lại chẳng khác nào đang thay đổi thế giới. Điều này có chút khoa trương. Nhưng ở trong một phạm vi nào đó lại thay đổi tất cả bên trong phạm vi này. Đây không phải là hủy diệt, cũng không phải sáng tạo, mà là thay đổi, lợi dụng quy tắc ngũ hành để thay đổi. Nghĩ đến đây, Dương Diệp khẽ cười. Kiếm vực. Dương Diệp hắn lĩnh ngộ kiếm vực, một khi hắn nắm giữ loại lực lượng này và thi triển ở bên trong kiếm vực sẽ khủng khiếp thế nào. Phải biết rằng ở bên trong kiếm vực, hắn có quyền khống chế tuyệt đối. Bên trong kiếm vực tự hình thành trời đất. Nếu như hắn nắm giữ loại lực lượng này thì có thể thay đổi trời đất, còn có thể lợi dụng. Trong giây lát, Dương Diệp nghĩ đến rất nhiều khả năng. Những khả năng này không hoàn toàn giống với bóng đen kia muốn biểu đạt ra, nhưng không sao, Dương Diệp hắn không phải hoàn toàn học theo người khác. Bóng đen này đã đánh thức suy nghĩ của hắn về kiếm vực. Có thể tác dụng của kiếm vực sẽ không ngừng tăng lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng trước kia hắn không có phương hướng, bây giờ lại khác. Nói làm là làm liền, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, cảnh tượng ở đó trở lại bình thường, khối đá trong suốt lấp lánh kia cũng rơi vào trước mặt của hắn. Nhìn tảng đá trước mắt, Dương Diệp hơi cong khóe miệng và cầm nó lên, bước về phía trước. Kiếm vực. Giờ phút này,
bên trong phạm vi ngàn dặm đều bị kiếm vực của hắn bao phủ. Sau đó, Dương Diệp bắt đầu. Ngay từ lúc đầu, bên trong kiếm vực xuất hiện dao động năng lượng, dần dần không gian bên trong kiếm vực của hắn bắt đầu chấn động mãnh liệt, rất không ổn định, đột nhiên. Không gian bên trong kiếm vực đột nhiên nổ tung, trong miệng Dương Diệp trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, hắn nặng nề bay về phía sau mấy ngàn trượng mới dừng lại được. Dương Diệp tất nhiên không buông tha, lại ngồi dậy và tiếp tục bắt đầu. Trong thư viện, Thiên Tú không ngừng nhìn cuốn sách cuộn màu đen trước mắt. Đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, nơi đó có một nam tử đi đến. Nam tử nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Nhân viên quản lý à? Thiên Tú nhảy xuống, sau đó khẽ nói. Ngài cần gì? Ngươi là nhân viên quản lý. Nam tử kia kinh ngạc nói. Thiên Tú lắc đầu. Là ca ca ta, hắn có việc không ở đây nên bảo ta trông giúp một LTS. Nam tử liếc mắt nhìn Thiên Tú, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn kiếm thủ trên bàn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc sau đó là khiếp sợ. Một lát sau, nam tử nhìn về phía Thiên Tú và cười híp mắt nói. Tiểu muội muội, ngươi bán thanh kiếm này cho ta được không? Thiên Tú lắc đầu và đang muốn nói, lúc này nam tử kia đột nhiên trực tiếp cầm lấy thanh kiếm kia, sau đó tiện tay ném ra hai viên tiên tinh thạch vào trước mặt Thiên Tú. Thành giao. Thiên Tú ngây người, sau đó nói. Ta không bán. Không bán. Nam tử khẽ cười nói. Muộn rồi, bây giờ nó đã là của ta. Hơn nữa, vừa rồi ngươi đã đồng ý. Thiên Tú sốt ruột muốn khóc. Ta không đồng ý. Kiếm này là do Dương Diệp cho nàng để phòng thân, nếu như bị người lấy đi, Dương Diệp nhất định sẽ tức giận, một khi ca ca tức giận không cần nàng nữa nghĩ đến đây, Thiên Tú càng thêm sốt ruột. Mà nam tử kia lại cười đầy nham hiểm, đột nhiên tay phải hắn trực tiếp nắm lấy cổ của Thiên Tú và nhấc lên. Tiểu muội muội, kiếm này là của ta, đúng không? Mặt Thiên Tú cũng bắt đầu tím lại, trong mắt lồi ra, nàng đã không thể nói chuyện, nhưng vẫn cố lắc đầu. Nhìn thấy Thiên Tú quật cường như vậy, ánh mắt nam tử kia dần dần lạnh đi. Kiếm này là của ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Nam tử kia nghe vậy thì quay đầu nhìn lại, nơi đó có một nam tử mặc áo xanh đang chậm rãi đi về phía hắn. Người tới dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, đi về phía người thanh niên. Nam tử cười nói. Ngươi chính là ca ca của tiểu nữ hài này. Thanh kiếm này cũng là của ngươi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Là ta. Vậy bây giờ thì sao? Nam tử cười nói. Dương Diệp nói. Là của ngươi. Nghe vậy, nam tử dần cười lớn. Cuối cùng, hắn khẽ buông tay, Thiên Tú rơi xuống đất liền không ngừng ho khan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp đi tới trước mặt Thiên Tú và bế nàng lên, lúc này, Thiên Tú đột nhiên ôm lấy Dương Diệp, khóc lên. Ta không bán, thật sự không bán. Dương Diệp khẽ xoa đầu Thiên Tú, sau đó cười nói. Ta biết, Thiên Tú làm sao có thể bán kiếm ta cho muội được. Nghe vậy, Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp. Ca ca thật tin ta sao? Dương Diệp cười nói. Ta đương nhiên tin Thiên Tú rồi, không chỉ ta tin tưởng, Tiểu Bạch cũng tin tưởng. Thiên Tú kéo tay của Dương Diệp. Khẽ nói. Nhưng kiếm ở trong tay hắn, ta. Rõ ràng, nàng còn đang tự trách. Dương Diệp cười nói. Không có việc gì, chuyện còn lại cứ giao cho ca ca, muội ngồi ở bên cạnh nhìn là được. Thiên Tú kéo chặt tay của Dương Diệp. Ca ca muốn làm gì? Dương Diệp nói. Từ trước đến nay đều chỉ có ta bắt nạt người khác, ta làm sao có thể để cho người khác bắt nạt ta? Hắn bắt nạt Thiên Tú chính là đang bắt nạt ta. Nói xong, hắn đặt Thiên Tú xuống ghế, sau đó xoay người nhìn về phía người thanh niên kia. Người thanh niên kia lắc đầu. Ngay từ lúc đầu, ta nghĩ rằng ngươi là một kẻ thức thời, nhưng hiện tại xem ra ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, người thanh niên lập tức biến sắc, thân hình rung lên và liên tục lùi lại phía sau, nhưng vẫn quá muộn rồi. Một nắm đấm trực tiếp đánh vào bụng hắn. Phụt! Một ngụm máu tươi từ trong miệng người thanh niên này phun tới. Thoáng cái, người thiếu niên này cong người bay ra khỏi thư viện. Bên ngoài thư viện, người thanh niên kia còn chưa rơi xuống đất, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thoáng cái, Dương Diệp giơ chân đạp lên vai của người thanh niên.
ầm, cánh tay phải của người thanh niên kia lập tức bị nghiền nát, bản thân hắn cũng bị lún xuống đất, Dương Diệp lại giẫm một chân lên ngực của người thanh niên này. Phụt, trong miệng người thanh niên này lại phun ra một ngụm máu tươi. Dương Diệp nhấc người thanh niên này lên, hắn nhìn thẳng vào người thanh niên này, lúc này, kiếm rời khỏi tay người thanh niên này và bay đến phía sau Dương Diệp. Thiên Tú nhìn thấy thì vội vàng nhảy xuống khỏi ghế đá, chạy đến ôm thanh kiếm kia vào trong lòng. Dương Diệp nhìn thẳng vào người thanh niên trước mắt, sau đó nói. Vừa rồi, thanh kiếm kia là của ngươi. Bây giờ ta hỏi ngươi, kiếm này là ai? Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không nói gì. Đúng lúc này, tay trái của Dương Diệp nhẹ nhàng rạch một cái. Suy, cánh tay trái của người thanh niên này trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi văng ra khắp nơi. Dương Diệp nói, không nghe được lời ta nói sao? Nam tử vẫn không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, bên trong tròng mắt đầy vẻ dữ tợn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ chân đá vào đầu gối của hắn. Rắc rắc, xương đầu gối của hắn lập tức vỡ nát, hai chân trực tiếp rũ xuống. Dương Diệp tiện tay ném ra, khiến nam tử kia liền quỳ gối ở trước cửa thư viện. Nam tử vừa muốn cử động, lúc này, hai thanh khí kiếm đột nhiên lóe ra, sau đó trực tiếp cắm ở trên hai chân của nam tử kia, kiếm ghim chặt nam tử kia xuống mặt đất. Dương Diệp đi tới trước mặt Thiên Tú và kéo nàng đi tới trước mặt nam tử kia hỏi. Hết giận chưa? Thiên Tú do dự một lúc, sau đó lắc đầu. Sao vậy? Dương Diệp có chút không hiểu. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Ta chỉ sợ ca ca tức giận, sau đánh đuổi ta. Dương Diệp khẽ thở dài. Thiên Tú, ca ca biết muội có lai lịch thần bí, nhưng không sao, ta cũng không quan tâm những điều này, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sau này sẽ lợi dụng muội hoặc ý đồ gì khác. Bây giờ ta vẫn giống như trước đây khi cứu muội, chỉ là đơn thuần coi muội là một tiểu muội muội. Nếu muội có thể có được tán thành của ta, ta sẽ không bỏ rơi muội. Muội xem ca ca đã từng bỏ rơi Tiểu Bạch chưa? Dương Diệp phát hiện ra Thiên Tú có chút mẫn cảm, đây không phải là một chuyện tốt. Tính cách không tim không phổi của Tiểu Bạch vẫn tốt hơn nhiều. Ngươi biết ta là ai không? Lúc này, người thanh niên này đột nhiên khàn giọng nói. Dương Diệp liếc nhìn nam tử kia, sau đó nói. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Người thanh niên gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp thấy hắn đi tới trước mặt mình. Ta không quan tâm ngươi là ai, cũng không quan tâm phía sau ngươi có ai, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, không ai cứu được cái mạng này của ngươi, cho dù cha ngươi là viện trưởng Vũ Đế Học Viện, trước khi ta chết, ta nhất định sẽ giết chết ngươi trước. Nói đến đây, hắn ngồi xổm xuống và nói. Ngươi rất có khí phách, không sao, ta thích nhất là người như thế. Yêu cầu của ta rất đơn giản, quỳ xuống nói xin lỗi nàng 100 lần, sau đó ta sẽ để cho ngươi chết nhanh một chút. Dứt lời, Dương Diệp đứng dậy và xoay người đi tới trước mặt Thiên Tú khẽ xoa đầu nàng, bắt nạt Dương Diệp ta, tâm tình ta tốt, ta sẽ không tính toán với bọn họ, nhưng dám bắt nạt người bên cạnh ta, tâm tình ta tốt cũng muốn giết chết hắn. Thiên Tú nhìn Dương Diệp cảm thấy cái hiểu cái không. Dương Diệp căn bản không biết, lời nói và hành động của hắn không chỉ ảnh hưởng đến Tiểu Bạch ngây thơ, còn ảnh hưởng đến tiểu nữ hài trước mắt này. Sau này, tiểu nữ hài ảnh hưởng tới cả thế giới. Rất nhanh, xung quanh thư viện có một số người tập trung lại, những người này đều tới thư viện mượn sách. Ánh mắt những người này thỉnh thoảng nhìn nam tử trên mặt đất, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Dương Diệp cùng Thiên Tú bên cạnh. Trong mắt bọn họ đầy tò mò. Người đến càng lúc càng nhiều, qua một canh giờ, ở đó đã tập trung hơn 30 người. Lúc này, một người thanh niên mặc trường bào màu trắng đột nhiên xuất hiện, hắn liếc nhìn nam tử đang quỳ trên mặt đất, khi thấy bộ dạng thê thảm của người đó. Sắc mặt hắn trầm xuống và quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Ngươi làm. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta làm. Mẹ nó, ai cho ngươi lá gan này? Nam tử áo bào màu trắng này đột nhiên phẫn nộ quát. Ngươi. Đúng lúc này, thanh kiếm trên bàn đá của Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Ong. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Phía xa. Người thanh niên mặc áo bào màu trắng biến sắc, hai tay hắn đưa ra trước người, sau đó lôi kéo. Một tia sét xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một thanh kiếm đâm vào trên tia sét này, tia sét đột nhiên tăng vọt, trực tiếp bọc lấy thanh kiếm của Dương Diệp. Mà vào lúc này,
Dương Diệp ngồi ở trên ghế đá phía xa chợt vỗ nhẹ tay phải vào bàn đá. Ầm, bàn đá khẽ run lên, cả người Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp, trong phút chốc, một chân hắn trực tiếp đá vào trên chuôi thanh kiếm kia. Suy, kiếm của Dương Diệp trực tiếp đâm rách tia sét của nam tử áo bào màu trắng này và lao tới rất nhanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nam tử áo bào màu trắng tái mặt và vội tránh sang bên, nhưng vẫn quá muộn, thanh kiếm kia trực tiếp đâm vào chỗ ngực trái của hắn. Ầm. Người thanh niên áo bào trắng trực tiếp bay xa trăm trượng, nhưng vừa rơi xuống đất, tay phải của Dương Diệp đột nhiên vẫy một cái, thanh kiếm kia đã trực tiếp bay trở lại trong tay hắn. Mà chỗ ngực trái của người thanh niên mặc áo bào màu trắng bắn ra một dòng máu tươi. Ở đó lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Diệp, người này thật sự chỉ là một nhân viên quản lý thôi sao? Mọi người dĩ nhiên không tin, giờ phút này, tất cả mọi người đều tò mò về thân phận của Dương Diệp. Thậm chí có người đã bắt đầu đi điều tra. Phía xa, nam tử áo bào màu trắng này nhìn chỗ vết thương ở ngực trái của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp đã ngồi trở lại trên ghế đá. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương Diệp thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử áo bào màu trắng, sau đó chỉ vào nam tử đang quỳ kia. Ta không giết ngươi là có lý do, ta không quan tâm ngươi là gì của hắn, cũng không quan tâm phía sau hắn có ai. Bây giờ ta muốn ngươi trở lại nói cho bọn họ biết, Dương Diệp ta nhất định sẽ lấy mạng của người này. Ai tới cứu, ta giết kẻ ấy. Nghe vậy, sắc mặt nam tử áo bào màu trắng rất khó coi, hắn không ra tay, bởi vì trong giao đấu vừa rồi đã làm cho hắn biết, hắn không đấu lại người trước mắt này. Bây giờ có ra tay cũng chỉ là tặng thêm một mạng mà thôi. Lê học sư tới. Đúng lúc này, ở đó đột nhiên vang lên một giọng nói. Thoáng cái. Một nam tử trung niên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, trong tay nam tử trung niên cầm một quyển cuốn sách, trên thân tản ra khí tức nho nhã. Người điềm đạm nho nhã. Đây là cảm giác đầu tiên về nam tử trung niên. Nam tử trung niên liếc nhìn nam tử quỳ bên cạnh, sau đó vừa nhìn về phía Dương Diệp. Không ngờ được, một thư viện nhỏ lại che giấu một thiếu niên thiên tài, thật khiến cho người ta bất ngờ. Dương Diệp nhún vai, sau đó nói. Các hạ tới cứu người. Người cứ nói xem. Nam tử trung niên hỏi ngược. Dương Diệp cười nói. Ta cảm thấy ngươi sẽ không cứu. Vì sao? Nam tử trung niên có chút hứng thú. Dương Diệp cười nói. Ngươi xem thử đi. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Có chút thú vị, tuy ta không cứu hắn, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, phía sau này này không đơn giản, nếu ngươi giết hắn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lắc đầu và ngắt lời nam tử trung niên nói. Xin lỗi phải ngắt lời, ta biết các hạ muốn nói gì, cũng hiểu rõ. Nhưng, nói đến đây, hắn đột nhiên chỉ vào nam tử quỳ phía xa. Ca hắn tới cứu, ta giết ca hắn, phụ thân hắn tới cứu, ta giết phụ thân hắn, gia gia hắn tới cứu, ta giết gia gia hắn, cả nhà của hắn tới cứu, ta lại giết cả nhà của hắn. Nói đến đây, Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Đời này ta không có sở thích tệ hại gì, chỉ thích giết người. Thánh nhân thì giỏi lắm sao? Một, ngươi còn không phải là học viên của Vũ Đế học viện ta. Lê học sư lại nhắc nhở. Dương Diệp nhìn thẳng vào Lê học sư. Nếu như học sinh của Vũ Đế học viện thậm chí không đánh nổi một nhân viên quản lý thư viện nhỏ, vậy học sinh của Vũ Đế học viện có gì đáng để kiêu ngạo? Hoặc nói là có ý nghĩa gì nữa? Lê học sư khe khẽ thở dài. Trước đó sở dĩ hắn không ra tay cứu nam tử đang quỳ kia, nguyên nhân thật sự chính là điều này. Đường đường là học sinh của Vũ Đế học viện, ngay cả một nhân viên quản lý thư viện còn đánh không nổi, còn có ích lợi gì. Cũng không phải hắn vô tình, cũng không phải Vũ Đế học viện vô tình, mà là thế giới này vô tình. Về phần cuối cùng ai đúng ai sai, hắn hoàn toàn không quan tâm. Rất lâu rồi, có rất ít người để ý chuyện ai đúng ai sai, chỉ cần để ý xem nắm đấm của ai lớn. Rõ ràng lúc này nắm đấm của Dương Diệp lớn hơn. Lê học sư liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ lắc đầu. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, Lê học sư xoay người biến mất ở phía chân trời. Lê học sư đại biểu cho Vũ Đế học viện, bây giờ hắn rời đi cũng có nghĩa là Vũ Đế học viện sẽ không quản chuyện này. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, rõ ràng chuyện ngày hôm nay không có cách nào hóa giải. Quả nhiên không lâu lắm. Một nam tử trung niên xuất hiện ở bên ngoài thư viện,
nam tử trung tuổi kia mới vừa xuất hiện, nam tử đang quỳ lập tức hô lên. Phong sắc cứu ta, cứu ta. Nam tử trung tuổi kia liếc nhìn nam tử đang quỳ, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới nam tử trung tuổi kia, mà vỗ nhẹ vào đầu Thiên Tú. Vào trong chơi cùng Tiểu Bạch được không? Thiên Tú liếc nhìn nam tử trung tuổi phía xa kia, sau đó khẽ nói. Ca ca cẩn thận. Dương Diệp cười nói. Ta biết rồi. Nói xong, hắn đưa Thiên Tú vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đứng dậy, sau đó đi tới trước mặt nam tử trung niên kia, nam tử trung niên nhìn thẳng vào Dương Diệp. Thả người. Dương Diệp cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nam tử trung niên đột nhiên thò tay ra phía trước rồi nhẹ nhàng xoay tròn, trong phút chốc, không gian xung quanh Dương Diệp trực tiếp biến thành một vòng xoáy tối tăm, thân thể Dương Diệp sẽ bị xé rách ở trong vòng xoáy này. Mà giờ phút này Dương Diệp cũng cảm giác cơ thể giống như có ngàn vạn con ngựa đang điên cuồng kéo căng. Ong! Đúng lúc này, hơn 10 thanh phi kiếm đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp bắn ra, vòng xoáy xung quanh hắn trực tiếp bị kiếm cắt thành mảnh nhỏ, thoáng cái. Giữa chân mày của nam tử trung niên xuất hiện một điểm sáng lạnh. Nhưng nam tử trung tuổi kia đã xa hơn trăm trượng. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp. Có chút năng lực. Dứt lời, hắn bấm tay cách không điểm về phía Dương Diệp. Ở trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, y Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra, cuối cùng nặng nề đập vào trên vách tường của thư viện. Nam tử trung niên cong khóe miệng cười lạnh, nhưng chẳng bao lâu nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Bởi vì Dương Diệp đã đứng lên, sau đó chậm rãi đi về phía hắn. Có thể nhìn ra được, Dương Diệp cũng không sao cả. Giờ phút này, trong mắt nam tử trung niên có vẻ nghiêm trọng. Phía xa, Dương Diệp mở bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, mũi kiếm bắt đầu xoay tròn, trong phút chốc, từng kiếm quang nhanh chóng hiện ra, giờ phút này, xung quanh Dương Diệp có kiếm quang lượn lờ. Đối diện Dương Diệp. Nam tử trung tuổi kia nheo mắt lại và chắp hai tay trước ngực, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Đi! Lúc này, giọng nói của Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong không trung. Trong phút chốc, thanh kiếm kia trong tay hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía nam tử trung niên. Trong kiếm kia ẩn chứa kiếm khí mạnh mẽ, trực tiếp làm cho mọi người xung quanh không ngừng lùi lại. Kiếm khí quá mức mạnh mẽ, đã có thể đâm bọn họ bị thương. Nam tử trung tuổi kia đột nhiên chấn động. Một lực lượng khủng khiếp từ trong hai tay hắn cuốn ra ngoài, thanh kiếm kia của Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng này ngăn cản, không có cách nào tiến thêm nửa tấc. Đúng lúc này, trong thân thể Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ảo ảnh một thanh đại kiếm, thanh kiếm này hợp làm một thể với Dương Diệp, cùng lúc đó, ở trong lòng bàn tay của Dương Diệp lại xuất hiện một thanh kiếm màu đen. Nhân kiếm hợp nhất. Đúng lúc này, ở đó có người kinh ngạc la lên thất thanh. Nam tử trung tuổi kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng biến sắc, mà Dương Diệp đã đột nhiên biến mất. Nam tử trung niên vô cùng kinh ngạc, trong phút chốc, ở trước mặt hắn lại có thêm một thanh kiếm tối đen. Thanh kiếm này trực tiếp ngăn cản ở giữa hai tay của nam tử trung niên, trong nháy mắt, lực lượng khủng khiếp do nam tử trung niên phát ra đã lập tức tiêu tan thành mây khói, thanh kiếm màu đen của Dương Diệp đâm thẳng vào ngực của nam tử trung tuổi kia. Dương Diệp liếc nhìn mọi người phía xa, sau đó nói. Muốn xem sách hoặc là mượn sách thì đến đây đi. Mọi người. Lúc này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó có hơi kỳ lạ. Thấy mọi người không hề động đậy, Dương Diệp nói. Không ai mượn sách hoặc đọc sách sao? Tất nhiên có rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi âm TK Hanh phát ra. Nơi đó có một nữ tử áo trắng đang chậm rãi đi về phía mọi người, trong tay nữ tử áo trắng chống một cái dù màu trắng. Nữ tử áo trắng chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó lấy ra một tấm thẻ màu tím và đặt ở trên bàn của Dương Diệp. Dương Diệp nói, tầng thứ mấy? 3. Nữ tử áo trắng nhìn thẳng vào Dương Diệp. 1 giờ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cầm tấm thẻ màu tím của nữ tử áo trắng quét nhẹ vào cuốn sách cuộn màu đen. Rất nhanh, một chiếc chìa khóa trong suốt rơi vào trước mặt nữ tử áo trắng kia. Đây là chìa khóa đi thông đến tầng thứ 3. Nữ tử áo trắng thu tấm thẻ cùng chìa khóa, sau đó đi vào bên trong, mà trước khi biến mất, đột nhiên nàng ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Có hứng thú tới lớp chữ thiên không? Lớp chữ thiên? Ở đó có người kinh ngạc kêu lên,
Tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía nữ tử áo trắng kia. Lớp chữ thiên. Vũ đế học viện có tổng cộng lớp chữ thiên, lớp chữ địa, lớp chữ linh, lớp chữ nhân. Trong đó, lớp chữ thiên thần bí nhất, cũng kinh khủng nhất. Có thể nói bất kỳ người nào bên trong đều là thiên tài siêu cấp chân chính này, loại thiên tài này đủ để có thể đứng đầu những thiên tài của bốn nhà lớn. Lớp chữ thiên là nơi tất cả thế hệ trẻ của Vũ đế học viện hướng tới, cũng là nơi tất cả mọi người cố gắng phấn đấu tiến vào. Mà bây giờ, mọi người không ngờ được lại nhìn thấy một học viên của lớp chữ thiên ở đây. Hưng phấn, kích động. Đương nhiên, phần nhiều chính là đố kỵ, bởi vì học viên lớp chữ thiên này lại mời nhân viên quản lý thư viện gia nhập. Phải thừa nhận nhân viên quản lý nho nhỏ quả thật có chút bản lĩnh, nhưng gia nhập lớp chữ thiên sao? Hắn có tài đức gì? Đây là ý nghĩ trong lòng rất nhiều người lúc này, tuy nhiên không người nào dám nói ra. Dương Diệp cũng có chút bất ngờ, hắn không ngờ được nữ nhân trước mắt này lại là người của lớp chữ thiên, hắn nghe Lý Thủy Thủy nói lớp chữ thiên này rất thần bí. Gia nhập lớp chữ thiên sao? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Lớp chữ thiên, không phải học sinh của Vũ Đế học viện cũng có thể gia nhập à? Nữ tử áo trắng cong tay bắn ra. Một lá thư màu đen rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đây là thư đề cử, người có thể đi tham lang phong một trong 7 phong của học viện tìm Mạc trưởng lão, thông qua sát hạch là có thể trở thành học viên của lớp chữ thiên. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, nàng xoay người lập tức biến mất. Tham lang phong. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó thu lá thư này. Đã có cơ hội gia nhập Vũ Đế học viện, hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn lại, nơi đó có một lão già đang chậm rãi đi về phía bên này, lão già kia đi ở trước cửa thì ngừng lại. Lão tổ cứu ta. Lúc này, nam tử quỳ trên mặt đất này đột nhiên kêu gào. Lão già kia liếc nhìn nam tử quỳ trên mặt đất này. Mất mặt. Dứt lời, hắn vung tay lên. Ầm. Cơ thể nam tử quỳ trên mặt đất trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt cả người đã hóa thành hư vô. Lão già nhìn về phía Dương Diệp. Mạng của hắn được tính ở trên thân tiểu hữu không có ý kiến chứ. Dương Diệp đứng lên và nhìn thẳng vào lão già trước mặt. Thánh nhân thì giỏi lắm sao? Thánh nhân! Tất cả mọi người ở đó vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía lão già kia, tất cả không ngờ được người trước mắt này là thánh nhân. Đột biến, 1. Sở thích giết người. Rất nhiều người ở đó nghe thấy Dương Diệp nói vậy. Vẻ mặt lập tức có chút kỳ lạ. Nam tử trung tuổi kia cũng chính là người được mọi người gọi là Lê Học Sư nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ở đây là Vũ Đế Học Viện. Hắn cảm thấy mình nhất định phải nhắc nhở thiếu niên trước mắt này biết nơi này là Vũ Đế Học Viện, không có người có thể làm loạn ở đây. Sở dĩ hắn nhắc nhở cũng không phải sợ phía sau Dương Diệp có thế lực lớn gì, mà là có chút tiếc tài. Không thể nghi ngờ, thiên phú của Dương Diệp rất tốt. Hơn nữa còn có năng lực thực chiến không tệ, nếu như lại chết như vậy thì có chút đáng tiếc. Dương Diệp cười nói. Tiền bối, ta biết nơi này là Vũ Đế Học Viện, nhưng theo ta được biết, Vũ Đế Học Viện hình như cũng không ngăn cấm các học viên tranh đấu, không phải sao? Đối phương đã điều tra qua hắn. Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó nói. Có quan trọng không? Lão già kia khẽ gật đầu. Dĩ nhiên là quan trọng, nói sư phụ của ngươi ra. Có lẽ ta có quen biết. Dương Diệp cười nói. Sư phụ ngược lại không có, tuy nhiên ta biết một người tên là Trọng Dạ, không biết các hạ có biết không? Trọng Dạ. Nghe được hai chữ này, hai mắt lão già này hơi nheo lại. Ta đã nghĩ tại sao ngươi phách lối, không hề kiêng nể như vậy, hóa ra phía sau có một đại thần. Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối có thể giết ta, bởi vì tiền bối Trọng Dạ đã nói qua, hắn sẽ không ra tay cứu ta. Hắn chỉ báo thù cho ta. Ta tin tưởng tiền bối chắc sẽ không sợ binh gia, đúng không? Lão già vẫn híp mắt, trong con người có ánh sáng sắc bén chấp hiện. Dương Diệp khẽ cười và sau đó ngồi xuống. Xem ra, tấm da hổ Trọng Dạ này còn có tác dụng. Tuy nhiên có chút đáng tiếc là hắn không thể đánh với thánh nhân một trận. Bây giờ hắn quả thật rất muốn đánh với thánh nhân, hắn muốn xem thử mình cùng những thánh nhân chênh lệch thế nào. Chênh lệch thì nhất định là có, nhưng không biết kém bao nhiêu. Một lát sau, lão già kia đột nhiên nói. Cổ gia ta nhớ kỹ chuyện này. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng đi không được mấy bước, hắn liền ngừng lại.
Có người nói người nào đó nhận được rất nhiều nguyên thạch ở trong một di tích thần bí nào đó, người này đến từ Vũ Đế Học Viện, nếu như ta không đoán sai, người này chính là ngươi đi. Dương Diệp nhíu mày, lúc này lão già kia lại nói. Lần này ta muốn xem thử trọng giả có thể bảo vệ được ngươi không, chúc ngươi nhiều may mắn. Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất khỏi đó. Ở đó, vẻ mặt Dương Diệp có chút thâm trầm, không cần phải nói, rõ ràng là đám người Hàn Y dở trò quỷ. Đúng lúc này, nữ tử áo trắng trước đó đi ra, nàng liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì, đi nhanh ra ngoài, trong giây lát liền biến mất khỏi tầm mắt của Dương Diệp. Nữ tử áo trắng đi rồi, Dương Diệp đột nhiên đứng lên. 100 điểm học phần cho 2 tháng, ai bằng lòng trông coi giúp thư viện. Những người cách đó không xa ngây người, rất nhanh đã thấy một nam tử chạy tới trước mặt Dương Diệp. Ta bằng lòng. Dương Diệp khẽ gật đầu, lấy thẻ của mình và đưa cho nam tử kia, nam tử kia vội vàng nhận lấy tấm thẻ quét nhẹ lên thẻ của mình. Sau đó hắn chuyển lại cho Dương Diệp. Dương Diệp nhận lấy thẻ, thân hình trực tiếp lóe lên và biến mất ở cuối chân trời. Tham Lang Phong. Có cơ hội, hắn dĩ nhiên muốn gia nhập Vũ Đế Học Viện, phải biết rằng hắn vẫn là vô cùng coi trọng nguyên thạch gì đó. Từ sau khi thu được đá truyền thừa của người tiền sử, hắn biết thứ này hẳn là nguyên thạch, chỉ là cách gọi của người tiền sử cùng bọn họ bây giờ khác nhau mà thôi. Khối nguyên thạch này có trợ giúp đặc biệt rất lớn với hắn, cũng nhờ đó, kiếm vực của hắn được nâng cao một bước, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn không khiếp sợ thánh nhân, thậm chí còn muốn khiêu chiến thánh nhân. Bởi vì giờ phút này, kiếm vực của hắn đã được nâng cao rất lớn, không chỉ có vậy, ở bên trong kiếm vực kiếm của hắn cũng được nâng cao rất lớn. Vũ Đế Học Viện. Chuyện xảy ra ở thư viện lúc trước đã được truyền khắp Vũ Đế Học Viện, rất nhiều người biết tới hai chữ Dương Diệp này. Đương nhiên, đây không phải là điểm chính là người lớp chữ thiên xuất hiện, đồng thời còn mời Dương Diệp gia nhập. Lớp chữ thiên, đây chính là mục tiêu cuối cùng của tất cả học sinh Vũ Đế Học Viện. Bây giờ, một nhân viên quản lý thư viện nho nhỏ lại được mời gia nhập, điều này khiến cho rất nhiều người lập tức có chút khó chịu. Tuy nhiên, khó chịu thì khó chịu, cũng không có người nào tới gây sự với Dương Diệp, dù sao bọn họ cũng không ngốc, có thể được người của lớp chữ thiên mời đủ để chứng minh rất nhiều chuyện, ví dụ như thực lực của Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đã đi tới Tham Lang Phong. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nhìn về phía xa, nơi đó có một tòa đại điện. Cả ngọn núi cũng chỉ có tòa đại điện này. Dương Diệp đi tới trước đại điện này, cửa đại điện đột nhiên mở ra, Dương Diệp không do dự đi vào. Dương Diệp mới vừa vào đại điện đã thấy một lão già mặc áo bào màu xám từ trong không trung xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó cong tay bắn ra, lá thư màu đen do nữ tử áo trắng kia cho hắn đã rơi vào trước mặt lão già mặc áo bào màu xám này. Lão già mặc áo bào màu xám này liếc nhìn. Sau đó hơi nhíu mày. Một lát sau, lão già mặc áo bào màu xám nhìn về phía Dương Diệp. Muốn vào lớp chữ thiên. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đột biến, 2. Ở trong ánh mắt mọi người, nam tử trung tuổi kia trực tiếp bay ra ngoài và đập vào ngọn núi nhỏ rồi rơi từ đỉnh núi xuống. Giữa không trung, thanh kiếm màu đen cắm ở trước ngực hắn đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu đen bay trở về trong tay của Dương Diệp. Khi nam tử trung tuổi kia rơi xuống mặt đất thì đã hoàn toàn không còn hơi thở. Ở đó yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, tất cả đều đang tò mò về thân phận của Dương Diệp, rốt cuộc người trước mắt này là thần thánh phương nào. Phía xa, Dương Diệp thu hồi kiếm, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt nam tử đang quỳ trên mặt đất. Tới đi, để cho ta xem thử thế lực sau lưng ngươi rốt cuộc lớn tới mức nào, khiến cho trước đó ngươi không hề sợ hãi như vậy. Nam tử kia nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nhưng không dám nói gì. Giờ phút này hắn đã biết rất rõ ràng, lần này hắn đã phải tấm sắt cứng rồi. Dương Diệp cũng không nói nhiều với hắn, lại đi tới sau bàn đá và ngồi xuống. Ở trên bàn của hắn để hai thanh kiếm, một thanh màu đen và một thanh màu vàng. Thử thách gì? Lão già mặc áo bào màu xám hơi cong khóe miệng. Ngươi sẽ lập tức biết thôi. Dứt lời, lão già vung tay phải lên, trong phút chốc. Cảnh tượng xung quanh Dương Diệp trực tiếp biến đổi, chính xác mà nói xung quanh hắn càng lúc càng tối đen, đến cuối cùng, hắn đã dường như ở trong một hố đen. Hoàn toàn tối tăm. Giờ phút này hắn không thấy nhìn được gì, cho dù dùng tâm để nhìn cũng không thấy. Thật sự quá tối.
Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Pháp tắc ám. Người khác có lẽ sẽ sợ bóng tối, đặc biệt là bóng tối mà ngay cả tâm nhãn cũng không có cách nào nhìn thấy rõ. Nhưng Dương Diệp hắn không sợ, mặc dù bây giờ hắn rất ít khi sử dụng đến pháp tắc ám, nhưng không có nghĩa là không dùng được. Nhưng mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như hắn nghĩ, ở trong bóng tối này đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Dương Diệp chợt quay đầu lại, lúc này có một móng vuốt sắc nhọn đã vỗ vào chỗ ngực của hắn. Ầm, cả người Dương Diệp lập tức bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó ở trước ngực hắn có mấy đường máu tươi bắn ra. Dương Diệp vừa dừng lại, tiếng bước chân kia đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó một móng vuốt lại vỗ vào ngực của hắn. Ầm, lực lượng lần này rõ ràng lớn hơn trước nhiều, cả người Dương Diệp đều cong lại, hơn nữa, lực lượng cường đại này còn trực tiếp làm cho Dương Diệp bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, Dương Diệp liền nghe được tiếng bước chân. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, giơ kiếm đâm một cái, nhưng một móng vuốt trực tiếp nắm lấy kiếm của hắn, trong phút chốc, một lực lượng cực lớn truyền đến trong cánh tay hắn, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho cánh tay phải của Dương Diệp rạn nứt, máu tươi chảy ròng ròng. Cùng lúc đó, kiếm trong tay Dương Diệp cũng trực tiếp bị đối phương cướp lấy. Thoáng cái, đối phương nắm thanh kiếm kia và cắt về phía cổ của Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp bị một kiếm này chém trúng, không hề nghi ngờ, cổ hắn tuyệt đối sẽ dọn nhà. Thời điểm quan trọng, thân thể Dương Diệp hơi cong lại, tránh thoát một kiếm này, cùng lúc đó, chân phải của hắn dẫm mạnh xuống mặt đất, cả người giống như một quả đạn pháo bắn ra nhanh như điện chớp, giờ phút này, hắn nâng đầu gối của mình đập về phía trước mặt. Giờ phút này, hắn cũng không nương tay, lực lượng đầu gối của hắn đủ để đập cho một con yêu thú đại thiện cảnh thành mảnh nhỏ. Nhưng một gối này của hắn giống như đá vào trên một tấm sắt cứng, trong nháy mắt, hắn cảm giác chân mình đã tê dần. Cùng lúc đó, bản thân hắn còn trực tiếp bị lực lượng của chính mình chấn động bay ra ngoài. Vừa bay ra ngoài, một thanh kiếm liền đi tới trước mặt của hắn, thanh kiếm này nhắm thẳng vào giữa chân mày của hắn. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc. Gào! Một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên ở trong không trung, thoáng cái. Một ảo ảnh con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, trong phút chốc, Dương Diệp giơ long chảo chộp về phía trước. Ầm! Không gian ở đó chấn động mạnh, một sóng khí khủng khiếp chợt khuếch tán ra ở trong bóng tối, lực lượng cường đại này trực tiếp đẩy Dương Diệp bay ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa hồi thần, một thanh kiếm lại bắn nhanh tới. Chính là kiếm của hắn. Dương Diệp chợt giẫm chân phải một cái, cố làm cho mình ngừng lại, sau đó tay phải hắn chộp về phía trước. Trực tiếp cầm lấy thanh kiếm kia, nhưng vừa cầm, lực lượng cường đại ẩn chứa trong kiếm kia liền trực tiếp đẩy hắn bay xa hơn trăm trượng. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều vỡ nát. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không thấy gì, chỉ có điều tiếng bước chân lại vang lên. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó chậm rãi đứng lên, lòng bàn tay hắn mở ra, trong lòng bàn tay hắn có một thanh kiếm lơ lửng. Cùng lúc đó, trong toàn thân hắn cũng xuất hiện ảo ảnh của một thanh kiếm. Nhân kiếm hợp nhất thêm táng kiếm sát. Ong! Trong đêm tối có tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên, thoáng cái, một đường kiếm quang chợt lóe lên trong bóng tối, nó đi qua nơi nào, dường như ngay cả bóng tối cũng bị cắt ra, vô cùng kinh người. Điểm cuối của thanh kiếm đột nhiên có một móng vuốt thò ra. Ầm! Giống như núi lở đất nứt, không gian trong bóng tối bắt đầu chấn động mãnh liệt. Dường như muốn vỡ nhỏ. Trong không trung, hai tay Dương Diệp nắm lấy thanh kiếm và muốn ra tay, mà vào lúc này, cảnh tượng ở đó lại biến đổi, Dương Diệp choáng váng, rất nhanh, hắn trở lại trong đại điện. Ở trước mặt hắn là lão già mặc áo bào màu xám này. Lão già mặc áo bào màu xám nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Hai chuyện, chuyện thứ nhất, ngươi thông qua thử thách địa tôn. Dương Diệp nói. Chuyện thứ hai. Lão già mặc áo bào màu xám khẽ nói. Chuyện thứ hai là ngươi không thể gia nhập lớp chữ thiên, không chỉ không thể gia nhập lớp chữ thiên, còn phải lập tức rời khỏi vũ đế thành, ngươi chỉ có thời gian một khắc, trong vòng một khắc, nếu như không rời khỏi vũ đế học viện, ngươi sẽ bị tuyên bố thành kẻ địch của vũ đế học viện. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại. Mau trở về binh gia. Một. Vì sao? Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già mặc áo bào màu xám. Cảm thấy không hiểu nổi. Lão già mặc áo bào màu xám không nói gì, hắn cong tay bắn ra một lệnh bài màu đỏ như máu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp.
Ở trên mặt lệnh bài màu đỏ viết hai chữ, Dương Diệp. Đây là cái gì? Dương Diệp hỏi. Lệnh truy nã của thánh nhân. Lão già mặc áo bào màu xám khẽ nói, ở Đại Thiên Vũ Trụ có một liên minh tên là Thánh Nhân Liên Minh. Liên minh này là một thế lực thần bí ngoài bốn nhà lớn cùng Vũ Đế Học Viện. Thành viên bên trong đều là thánh nhân, những thánh nhân này đến từ các tộc. Bọn họ hợp thành một liên minh với mục đích là chống lại những lão tổ của bốn nhà lớn. Vì sao bọn họ lại phát lệnh truy nã ta? Dương Diệp lại hỏi. Lão già mặc áo bào màu xám khẽ lắc đầu. Cái này thì không rõ lắm. Bây giờ, ngươi chỉ còn nửa khắc để rời khỏi Vũ Đế Học Viện. Dương Diệp nói. Vũ Đế Học Viện sợ thánh nhân liên minh này sao? Sợ. Lão già mặc áo bào màu xám khẽ nói. Vũ Đế Học Viện ta tất nhiên không sợ bọn họ, ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi không phải là học sinh của Vũ Đế Học Viện, nếu như ngươi là học sinh của Vũ Đế Học Viện ta, cho dù bốn nhà lớn phát lệnh truy nã ngươi, chỉ cần ngươi ở Vũ Đế Học Viện ta đều sẽ bảo vệ ngươi bình an. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là học sinh của Vũ Đế Học Viện, ngươi còn chưa đáng giá để cho chúng ta đối địch với Thánh Nhân Liên Minh. Ta nói trắng ra như vậy, ngươi không ngại chứ? Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói. Không ngại, đây là chuyện rất bình thường. Nói xong, hắn ôm quyền nói. Từ biệt. Nói xong, hắn cũng không dây dưa, xoay người rời đi. Sau khi Dương Diệp đi rồi, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Người này không tệ. Lão già mặc áo bào màu xám khẽ gật đầu. Vòng xoáy trên người hắn quá lớn. Lúc này, học viện không muốn cuốn vào. Âm thanh này im lặng. Sau khi rời khỏi Tham Lang Phong, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn phía chân trời, qua rất lâu, hắn đột nhiên khẽ cười. Thánh Nhân Liên Minh. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời kia. Mới ra khỏi Vũ Đế Thành, không gian trước mặt Dương Diệp lại run rẩy, ngay sau đó có một giọng nói từ trong đó truyền ra. Mau trở về binh gia. Đây là giọng nói của Trọng Dạ. Dương Diệp nhíu mày. Rõ ràng Trọng Dạ chắc chắn cũng gặp phải chuyện gì đó, bởi vì trong giọng nói của đối phương có phần sốt ruột. Quay về binh gia. Dương Diệp im lặng rất lâu và đang muốn rời khỏi, lúc này có một nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, trong tay nữ tử áo trắng là một thanh chiếc ô màu trắng. Nữ tử này chính là người đã đưa thư đề cử lớp chữ thiên của hắn. Là ngươi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự kinh ngạc. Nữ tử áo trắng nói. Thánh Nhân Liên Minh đang phát lệnh truy nã ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta biết, chỉ là làm sao ngươi biết được. Nữ tử áo trắng nói. Lớp chữ thiên nhận được lệnh truy nã này. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Thế nào, lớp chữ thiên các ngươi muốn tới giết ta sao? Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu. Đã có người động tâm, bởi vì lần này đối phương cho ra thù lao là một nguyên thạch hàng thật giá thật. Không chỉ lớp chữ thiên ta. Sợ rằng rất nhiều người khác cũng động lòng. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Người biết vì sao Thánh Nhân Liên Minh phải phát lệnh truy nã ta không? Nữ tử áo trắng nói. Nếu như ta không đoán sai, chắc là do di tích tiền sử. Di tích tiền sử? Dương Diệp nhíu mày. Cũng bởi vì ta từng đi di tích tiền sử sao? Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu. Người cũng biết. Tòa kiến trúc thần bí trước đây ngươi gặp phải đã từng xuất hiện ở trong di tích tiền sử của Vũ Đế Học Viện chúng ta và cả bốn nhà lớn, cùng với những thế lực thần bí. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử áo trắng nói. Bốn nhà lớn, còn có một vài thế lực thần bí đều phái người đi vào tòa thần bí kiến trúc này, nhưng kết quả cơ bản đều chết hết. Trong đó còn bao gồm một vị thánh nhân, ngược lại có người từng đi ra, tuy nhiên đó là một vị lão tổ Phật gia. Mà bây giờ lại có một người đi ra, người đó chính là ngươi. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chắc hẳn đã gặp được người tiền sử, đúng không? Dương Diệp không che giấu, lập tức khẽ gật đầu. Che giấu cũng vô dụng, bởi vì những người này đều đã đoán được. Nhìn thấy Dương Diệp điểm, bàn tay nữ tử áo trắng kia nắm ô càng chặt hơn, nhưng sắc mặt nàng đặc biệt bình tĩnh. Bọn họ nói gì với ngươi? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo trắng. Ngươi có hứng thú? Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu. Người đời đều cảm thấy hứng thú, Dương Diệp cười nói. Lão tổ Phật gia không phải đã đi vào đó sao? Nữ tử áo trắng nói.
ai sẽ đi tìm hắn? Dương Diệp cười nói. Xem ra đều do thực lực gây họa, nếu như ta có thực lực của lão tổ, ta nghĩ một thánh nhân liên minh gì đó nhất định sẽ không dám tới tìm ta, đúng không? Nữ tử áo trắng khẽ nói. Đáng tiếc, ngươi không phải. Dương Diệp cười nói. Ta đoán thử xem, trước đó ngươi cho ta thư đề cử chắc là có hai mục đích, thứ nhất là muốn để cho ta chết ở trong ơi sát hạch, thứ hai chắc là muốn kéo dài thời gian, tránh để cho ta nhanh chóng rời khỏi Vũ Đế học viện, có đúng không? Ngay từ lúc đầu, nữ tử áo trắng đưa thư đề cử cho hắn, hắn đã có chút nghi ngờ. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Đối phương căn bản không quen biết hắn, không có lý do gì trực tiếp đưa thư đề cử cho hắn, về phần thưởng thức thực lực của hắn gì đó, lúc đó mặc dù hắn để lộ ra thực lực mạnh mẽ, nhưng như vậy còn chưa đủ để làm thiên tài này nhìn với cặp mắt khác. Chỉ có điều, hắn không ngờ được mình bị người khác truy nã. Nữ tử áo trắng từ từ nhắm hai mắt lại. Ngươi không phải là người bình thường, thực lực cũng không tầm thường, ta không muốn cá chết lưới rách với ngươi. Ngươi giao đồ nhận được trong di tích thần bí ra, còn nói ra vài chuyện trong đó, thế nào? Dương Diệp cười nói. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Nữ tử áo trắng mở mắt, trong phút chốc, cái ô trắng trong tay nàng đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Trong phút chốc có rất nhiều ánh sáng lấp lánh từ trong cái ô này bắn ra, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đó, cả người Dương Diệp liền trực tiếp bị những ánh sáng lấp lánh này che phủ. Lúc này, một đường ánh sáng trắng đột nhiên từ trong những ánh sáng lấp lánh này phóng lên cao, thoáng cái, một ảo ảnh con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, ngăn cản những ánh sáng lấp lánh này. Phía xa, sắc mặt nữ tử áo trắng kia không hề thay đổi, tay ngọc nhẹ nhàng xoay tròn, trong phút chốc. Cái ô trắng trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên lóe ra một lôi điện màu tím và đánh vào phía sau trên lưng ảo ảnh rồng lớn sau lưng Dương Diệp. Một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên ở trong không trung, mà Dương Diệp trực tiếp lùi về phía sau đủ trăm trượng. Mà giờ phút này, Dương Diệp bị lôi điện quấn quanh. Tê dại. Đây là cảm giác của Dương Diệp giờ phút này, tia sét vừa rồi làm cho hắn mất đi chi giác trong nháy mắt. Nếu không phải hắn vội vàng vận chuyển hồng mông tử khí, có lẽ bây giờ hắn cũng không nhúc nhích được. Không hổ danh là học sinh lớp chữ thiên. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình vô địch trong thế hệ trẻ, đã từng gặp phải rất ít đối thủ, nhưng không có nghĩa là không có đối thủ. Mà nữ tử áo trắng trước mắt này cùng tuổi với hắn, thực lực của đối phương lại hoàn toàn không yếu hơn hắn. Xoẹt! Lúc này, đỉnh đầu Dương Diệp lại có một tia sét chợt lóe lên. Lôi điện màu tím kia giống như con rắn lao nhanh về phía Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp không dám dùng cơ thể chống lại lôi điện này. Dương Diệp mở bàn tay ra, ở trong lòng bàn tay hắn có một thanh kiếm lặng lẽ hiện lên, thoáng cái, thanh kiếm này bắt đầu xoay tròn. Trong phút chốc, thanh kiếm này đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Không trung, kiếm, lôi điện. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời. Ngay sau đó, rất nhiều kiếm quang cùng lôi quang bắn ra. Mà lúc này, Dương Diệp vẫy tay một cái, một đường kiếm quang hiện lên, ở trong tay hắn xuất hiện thêm một thanh kiếm, ngay sau đó, nó lập tức biến mất và xuất hiện ở trước mặt nữ tử áo trắng kia. Kiếm trong tay Dương Diệp đâm thẳng ra, rất đơn giản. Dương Diệp hắn am hiểu nhất chính là chiến đấu gần người. Mà lúc này, một cái ô chắn ở trước mặt nữ tử, kiếm của Dương Diệp vừa đâm vào trên cái ô đó. Dương Diệp liền biến sắc, thoáng cái, toàn thân hắn trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn tay phải của mình, lúc này tay phải của hắn đã đầy máu tươi. 9 phần lực lượng của một kiếm đã ép ngược lại hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng, nói chính xác là nhìn về phía cái ô trong tay nàng. Thiên lôi luân hồi tán. Lúc này, nữ tử áo trắng kia đột nhiên nói. Đây là thần vật của một vị lão tổ đã từng dùng. Bên trong không chỉ có một hạt giống lôi của cửu tiêu thần lôi, còn có lực luân hồi. Ta có vật ấy, thánh nhân cũng không làm gì ta được. Nói đến đây, nàng chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không quý trọng thì ta bảo đảm chờ lát nữa ngươi sẽ hối hận. Dương Diệp khẽ cười. Phải không? Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, một lực lượng thần bí xuất hiện ở đó. Kiếm vực. Giờ phút này. Nữ tử áo trắng kia ngừng lại. Đúng lúc này, trong hai tay Dương Diệp đột nhiên xuất hiện hai thanh kiếm, không chỉ có vậy,
ở trong thân thể hắn còn hiện ra ảo ảnh của một thanh kiếm lớn. Ba thanh kiếm. Phía xa, nữ tử áo trắng kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nheo mắt lại, cái ô trên tay phải của nàng bắt đầu chấn động, dường như đang nói gì đó. Lúc này, Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Tới đi, nhận của ta ba kiếm. Vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên biến mất, ba đường kiếm quang hiện lên hình chữ, phẩm, bắn nhanh về phía nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng kia lùi lại một bước, trong phút chốc, ô trắng trong tay nàng đột nhiên xoay tròn, trong phút chốc, từng lôi điện từ trong đó bắn ra, chỉ trong chớp mắt liền bị từng lôi điện màu tím giống như linh xà bọc lại. Mà lúc này, kiếm đã tới. Nguyên nhân, một, ba thanh kiếm. Ba thanh kiếm xuyên qua tấm lưới lôi điện này, lúc đầu, ba thanh kiếm có tốc độ rất nhanh, nhưng khi chạm vào những lỗi điện màu tím, kiếm của hắn chậm lại. Tuy vậy kiếm kia vẫn đang đi tới. Cuối cùng, ba thanh kiếm này đi qua tầng lôi điện và tới trước mặt nữ tử áo trắng kia. Mà lúc này, cái ô màu trắng của nữ tử áo trắng đột nhiên hướng lên đỉnh đầu, trực tiếp đè ba thanh kiếm của Dương Diệp. Ầm! Trong kiếm vực chấn động mạnh. Thời gian dường như dừng lại. Trong phút chốc, suy, ba thanh kiếm đột nhiên đâm rách cái ô, sau đó chợt lóe lên. Ầm! Cái ô trắng ầm ầm nổ tung. Nhưng trong chớp mắt này có rất nhiều lôi điện màu tím giống như mưa xối xả chút xuống Dương Diệp. Xoẹt! Những ngôi sao ở phía chân trời, rất nhiều lôi điện màu tím giống như con rắn nhỏ vậy bồng bềnh ở trong tinh không, theo những lôi điện là từng kiếm quang rất nhỏ. Cứ rằng con như vậy đại khái một khắc, ở đó dần dần khôi phục lại bình thường. Lúc này, Dương Diệp cùng nữ tử áo trắng kia vẫn còn ở đó. Dương Diệp có chút chật vật, trang phục đã cháy đen. Từ trên xuống dưới còn thỉnh thoảng có lôi điện chấp hiện, mỗi lần lôi điện chấp hiện, đều sẽ làm Dương Diệp co giật một hồi. Mà ở đối diện Dương Diệp, trước ngực nữ tử áo trắng kia cắm hai thanh kiếm. Một thanh đoạn tội, một thanh kiếm thủ. Nữ tử áo trắng nhìn hai thanh kiếm trước ngực mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Phía xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Giờ phút này, cơ thể hắn cực kỳ khó chịu. Mặc dù những lôi điện không có phá được phòng ngự của hắn, nhưng lôi điện này làm cho toàn thân hắn mất đi chi giác, nếu như không phải có Hồng Mông Tử Khí không ngừng chữa trị cơ thể của hắn, hắn đã sớm trở thành một thi thể. Ngươi trốn không thoát đâu. Lúc này, nữ tử áo trắng kia đột nhiên lại lên tiếng. Dương Diệp mở mắt liếc nhìn nữ tử áo trắng kia, tay phải hắn nhẹ nhàng vẫy một cái, hai thanh kiếm cắm ở trước ngực nữ tử này lập tức bay trở về đến trong tay hắn. Dương Diệp thu hồi hai thanh kiếm và xoay người rời đi. Phía sau Dương Diệp, cơ thể của nữ tử áo trắng dần dần mờ ảo. Vào lúc nữ tử áo trắng sắp hoàn toàn biến mất, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Trong phút chốc, ánh sáng màu vàng này bao phủ nàng, tốc độ cơ thể mờ đi lập tức chậm lại. Sư tôn, ta thất bại rồi. Nữ tử áo trắng khẽ nói. Một giọng nói vang lên ở trong không trung. Là ta đánh giá thấp hắn. Nữ tử áo trắng nói, ta cũng đánh giá thấp hắn, cơ thể cùng tốc độ khôi phục của hắn thật sự vượt quá tưởng tượng của ta. Âm thanh này nói, ta đã ngăn chặn sức sống trong cơ thể ngươi trôi đi, có thể bảo vệ được tính mạng, ngươi không được dính vào chuyện này nữa, quay về Vũ Đế Học Viện tinh luyện đi. Vì sao sư tôn không ra tay? Nữ tử áo trắng đột nhiên nói, nếu như sư tôn ra tay, hắn hẳn phải chết, không phải sao? Âm thanh này nói, nếu ta ra tay thì tính chất sẽ khác, đến loại cấp bậc như chúng ta, từ lâu đã có thể không để ý tới bất kỳ quy tắc nào, có rất nhiều thời điểm lại phải nói tới một ít quy định. Nếu không, thế giới này sẽ hỗn loạn. Nói một cách đơn giản, nếu ta ra tay giết hắn, sợ rằng ngươi cùng một ít sư đệ của ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Lúc này, âm thanh này lại nói. Yên tâm tĩnh dưỡng. Chuyện còn lại sẽ có người đi xử lý. Nói xong, đoàn ánh sáng màu vàng kéo nữ tử áo trắng kia trở lại trong Vũ Đế Thành. Trong tinh không mênh mông, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Quay về binh gia. Hắn biết rõ tình cảnh của mình hiện tại, bây giờ hắn tất nhiên đang ở trong một vòng xoáy cực lớn. Những người muốn giết hắn tuyệt đối không chỉ bởi vì hắn từ trong di tích thần bí sống sót đi ra. Từ khi Vũ Đế Học Viện lập tức đuổi hắn đi cũng có thể thấy được. Vũ Đế Học Viện nhất định không khiếp sợ Thánh Nhân Liên Minh, đối phương lập tức đuổi hắn đi sẽ có phần tỏ ra yếu kém hơn Thánh Nhân Liên Minh.
mà nếu đối phương không khiếp sợ thánh nhân liên minh, dĩ nhiên không có khả năng tỏ ra yếu kém, cho nên nhất định là có nguyên nhân gì khác. Vệ binh ra tìm Trọng Dạ để hỏi sẽ rõ thôi. Tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, lấy tốc độ của hắn bây giờ, chưa đến một ngày là có thể trở lại binh giới. Nhưng khi hắn bước vào binh giới lại bị ngăn lại. Người ngăn cản hắn là một nam tử trung niên, ở trong tay của nam tử trung niên này cầm một thanh kiếm lớn. Dương Diệp chưa từng gặp người nam tử này. Các hạ là ai? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên nói. Người bảo vệ binh giới. Người bảo vệ binh giới. Dương Diệp nhíu mày. Có việc gì? Nam tử trung niên nói. Ngươi không thể vào binh giới. Sao? Hai mắt Dương Diệp híp lại. Vì sao? Nam tử trung niên nói. Không vì sao cả, chỉ là không thể vào thôi. Dương Diệp nói. Trọng Dạ đâu? Không biết. Nam tử trung niên nói. Dương Diệp im lặng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến binh giới cũng vậy. Nhanh chóng rời đi. Lúc này, nam tử trung niên lại lên tiếng. Đi thôi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, một lão già đang chậm rãi đi về phía hắn. Người tới chính là viên lão của Du Sơn. Viên lão liếc nhìn nam tử trung tuổi kia, người sau ôm quyền chào viên lão rồi người rời đi. Ta không rõ. Dương Diệp nói. Xoay viên lão nói. Người dĩ nhiên không rõ rồi, đây là tranh đấu giữa những đại lão, người chỉ là một quân cờ ở trong mắt bọn họ. Quân cờ. Dương Diệp nhíu mày. Viên lão nói. Ngươi là truyền nhân của đạo gia, chẳng lẽ thật sự không ai biết điểm này sao? Nếu như ngay cả điều này mà bọn họ cũng không rõ, vậy bọn họ chẳng phải quá là cũng quá vô tích sự rồi. Chỉ bởi vì ta là truyền nhân của đạo gia thôi sao? Dương Diệp hỏi. Viên lão lắc đầu. Tất nhiên không phải, truyền nhân của đạo gia có rất nhiều, vì sao bọn họ không nhằm vào những người đó, mà nhằm vào ngươi? Bởi vì bọn họ cảm thấy chí báo của đạo gia ở trên người ngươi. Không phải cảm thấy mà chắc chắn ở trên người ngươi. Chí bảo của đạo gia. Hồng Mông Tháp. Giờ phút này, Dương Diệp liền hiểu ra. Hóa ra, nguyên nhân thật sự là vậy. Lúc này, viên lão lại nói. Lúc trước, những đại lão thật sự tuyệt đối không ra tay với ngươi. Đó là vì lão tổ đạo gia vẫn còn, ngươi là người hắn chọn. Hắn còn thì tất nhiên không ai sẽ ra tay với ngươi. Ít nhất những lão tổ sẽ không tới ra tay với ngươi. Dù sao đến loại cấp bậc như bọn họ vẫn phải để ý tới một ít quy củ, nếu như bọn họ không để ý tới quy định, cả hai bên chỉ có thể đều chịu thiệt hại nặng nề. Vậy vì sao bây giờ bọn họ lại ra tay? Dương Diệp nói. Bọn họ ra tay rồi sao? Viên lão hỏi ngược. Nếu như bọn họ ra tay, bây giờ ngươi còn có thể sống sót à? Dương Diệp im lặng. Lúc này, viên lão lại nói. Cho dù là tới bây giờ, bản tôn của bọn họ cũng không ra tay với ngươi, nhưng không có nghĩa là người phía dưới của bọn họ không thể ra tay với ngươi. Hơn nữa, những người này giết người đều vô hình. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nhất định là nghĩ, có phải nên đi đạo gia đúng không? Dương Diệp nhìn về phía viên lão nói. Tốt nhất đừng đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Viên lão nói. Trước đây khi ngươi tới Đại Thiên Vũ Trụ lúc, bốn nhà lớn, còn có một vài thế lực thần bí vẫn chưa ra tay với ngươi, đó là bởi vì đạo gia lão tổ còn, nhưng bây giờ hắn không ở đó. Không ở đó. Dương Diệp nhíu mày. Chết rồi sao? Chết cái đầu ngươi đấy. Viên lão tức giận nói. Loại cường giả đến cấp bậc như bọn họ, sao có thể dễ dàng chết được? Theo ta được biết thì đạo tổ bắt đầu bế quan, ta nghĩ hắn chắc cũng biết loạn thế sắp xuống, cho nên bắt đầu chuẩn bị. Bế quan. Dương Diệp càng nhíu mày. Viên lão tiếp tục nói. Sau khi hắn bế quan, người đi tới đạo gia có thể sẽ bị người ta ghét bỏ, dù sao, hắn không có tự mình thừa nhận ngươi là đệ tử của hắn trước mặt mọi người hơn nữa, bởi vì trên người ngươi mang trọng bảo, đi tới đạo gia, có khả năng người đầu tiên xuống tay với ngươi chính là người của đạo gia. Những người này cũng không phải là đèn cạn dầu. Dương Diệp ôm quyền, sau đó nói với viên lão. Cảm ơn viên lão đã giải thích nghi hoặc. Viên lão nói. Binh gia này cũng đừng ở lại nữa. Tiểu tử Trọng Dạ không tệ, chuyện này không nên trách hắn, không chỉ không nên trách hắn, ngươi còn phải cảm ơn hắn, ngươi có thể một đường vội vàng trở về đây,
đều là dựa vào hắn âm thầm thay ngươi ngăn cản những thánh nhân kia. Dương Diệp liếc nhìn lối vào binh giới này, sau đó khẽ nở nụ cười. Viên lão nói, binh giới không cho ngươi vào là bởi vì bọn họ không muốn cuốn vào trong chuyện này, nếu không, trong thời gian tiếp theo sợ rằng vị lão tổ binh gia kia không được an bình. Đương nhiên, quan trọng nhất là ngươi là người của đạo gia, thử nghĩ xem, binh gia sao có thể làm chuyện tốn sức mà không được cảm ơn chứ? Dương Diệp cười nói, bất kể thế nào, cảm ơn viên lão đã giải thích, ta phải đi đây. Trước khi đi, tiểu tử cả gan hỏi một câu, vì sao viên lão biết nhiều chuyện như vậy? Viên lão cười nói, người sống lâu nên có rất nhiều chuyện không muốn biết cũng đã biết. Thấy viên lão không nói, Dương Diệp cũng thức thời không hỏi nhiều, đối với hắn, chỉ cần lão già trước mặt này không có ác ý với mình là được. Viên lão không có ác ý với hắn, đây là trực giác của hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía binh giới, hắn đã từng cảm thấy mình xem như là một nửa người của binh gia, thậm chí hắn đã chuẩn bị dùng chung đá truyền thừa này với binh gia. Dương Diệp hắn không phải là một kẻ xảo trá, người khác đối với hắn thế nào, hắn sẽ đối xử với người ta như vậy. Về phần bây giờ, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, khối đá trong suốt lấp lánh xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đưa hòn đá kia tới trước mặt viên lão, sau đó nói. Viên lão, vẫn mong ngài giao vật ấy ra cho trọng dạ, nói với hắn, binh gia đuổi ta không trách binh gia, lại càng không trách hắn, cũng không tư cách trách hắn, ta chỉ trách Dương Diệp ta không đủ mạnh. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, ngươi tính đi đâu, viên lão đột nhiên hỏi. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó cười ta nói, trời đất bao la, nơi nào không phải là nhà. Người đời muốn Dương Diệp ta chết, vậy Dương Diệp ta lại muốn người đời phải chết. Trực tiếp chiến đấu, 1. Ở lối vào binh giới, viên lão lẳng lặng đứng đó, ánh mắt nhìn về phía xa, đó là nơi Dương Diệp rời đi. Qua rất lâu, một nam tử trung niên xuất hiện ở bên cạnh viên lão. Người tới chính là trọng giả. Viên lão khế vung lên. Đá truyền thừa trước mặt này rơi vào trước mặt trọng giả. Chút hương hỏa giữa hắn cùng binh giới người đã hoàn toàn bị cắt đứt. Trọng giả nhìn đá truyền thừa trước mắt và im lặng. Viên lão xoay người rời đi. Trọng giả im lặng rất lâu, sau đó nhìn về phía đá truyền thừa trong tay, binh gia, mẹ hắn thật sự không có ý nghĩa gì nữa. Nói xong, hắn xoay người biến mất khỏi đó. Dương Diệp đứng ở trên một đám mây trắng, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Bây giờ hắn đi con đường nào? Dĩ nhiên không thể trở lại tìm Tô Thanh Thi các nàng, bây giờ hắn chính là một đống lửa, tìm ai thì đốt người đó. Bây giờ, nhiệm vụ thiết yếu của hắn là nâng cao thực lực của chính mình. Đương nhiên, trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện. Dương Diệp biến mất ở trong đám mây. Di tích tiền sử. Dương Diệp lại một lần nữa đi tới di tích tiền sử, cũng chính là tòa di tích thần bí trước đây đã gặp phải. Tuy nhiên lúc này ở đây trống rỗng không có gì cả. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, đúng lúc này, một vòng sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi vào. Vòng ánh sáng màu xanh lam khẽ run lên, hoàn toàn bao quanh Dương Diệp. Thoáng cái, Dương Diệp xuất hiện ở trong đại điện bảy màu này. Ở cách hắn không xa là cái quan tài. Ngươi tới rồi. Trong quan tài truyền đến một giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ. Ở trong này có rất nhiều tiên tinh thạch, không biết có đủ cho ngươi sử dụng không? Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, chiếc nhẫn kia rơi vào trên quan tài này. Một lát sau, trong quan tài này truyền đến âm thanh. Tạm thời đủ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Đúng rồi, đã từng có người tới đây chưa? Đúng là có người đã từng đến. Âm thanh này nói. Đối phương mạnh hơn ngươi rất nhiều, cho dù ở thời đại kia của chúng ta cũng là một nhân vật đặc biệt lợi hại. Dương Diệp nói, có thể tiết lộ chuyện đối phương tới làm gì không? Trong quan tài im lặng một hồi lâu, sau đó nói. Hắn làm một khoản giao dịch với ta. Giao dịch gì? Dương Diệp lại hỏi. Xin lỗi, ta không thể muốn nói với ngươi. Âm thanh này nói. Trong lòng Dương Diệp có chút thất vọng, hắn liếc nhìn quan tài này. Sau đó nói, mục đích của ngươi là gì? Âm thanh này nói, đây không phải là điểm chính, theo ta được biết, tình cảnh của ngươi bây giờ hình như không quá tốt. Hai mắt Dương Diệp híp lại, ngươi làm sao có thể biết được? Âm thanh này nói,
Ngươi cứ luôn hỏi ta như vậy là không được. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Xin lỗi, ta chỉ là có chút tò mò. Âm thanh này nói. Có thể không giúp ta một việc không? Giúp việc gì? Dương Diệp hỏi. Đúng lúc này, bốn bản đồ tinh không xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là bốn thế giới nhỏ bị phong ấn khi tộc ta rời đi năm đó, trong mỗi một thế giới nhỏ có một linh, người có thể giúp ta đưa bốn linh này về không? Đương nhiên là có trả thù lao, người sẽ thỏa mãn với nó. Dương Diệp trầm giọng nói. Vì sao ngươi không tự mình đi? Nếu như ta có thể đi, cũng không cần ở lại trong quan tài này. Âm thanh này nói. Loài người, ta không có ác ý với ngươi, cũng không có ác ý với thế giới này của các ngươi. Nhưng sau khi ta tỉnh lại mới phát hiện, các ngươi và cả thế giới này của các ngươi cũng không quá hoan nghênh ta. Bây giờ ta lại không thể rời đi, cũng không có cách nào rời đi. Ta cần phải tìm về thứ tộc ta để lại cho ta, nhưng nếu ta tự mình đi sẽ có rất nhiều phiền phức, thậm chí diệt vong. Dương Diệp suy nghĩ rất lâu, sau đó nói. Ngươi trả thù lao gì? Ta phải nói trước, ta có rất nhiều bảo vật, hơn nữa đều không tầm thường, về phần công pháp gì đó. Ta cũng không phải quá cần, bây giờ ta có con đường kiếm đạo của riêng mình rồi. Âm thanh này nói. Trợ giúp ngươi đạt được cái gọi là thiện cảnh ở thế giới này của các ngươi thì thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Có thể đổi một cái khác không? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Âm thanh này nói. Dương Diệp mở lòng bàn tay ra, một giọt máu xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Đây là giọt máu bản mạng của nhị tỷ ta, ngươi có thể giúp ta cứu nhị tỷ sống lại không? Huyết nữ. Dương Diệp hắn sao có thể quên được chuyện của huyết nữ chứ? Khi còn ở hạ giới, có người bảo hắn đi tìm Phật tổ của Phật gia, nói đối phương có cách cứu sống lại, nhưng bởi vì con khỉ, Phật gia đã đưa hắn vào sổ đen nên hắn đi cầu Phật gia cũng chỉ tự rước lấy nhục. Về phần binh gia, thật ra trước đây hắn đã hỏi trọng dạ, nhưng trọng dạ cho đáp án là không thể làm được, cũng bảo hắn không cần đi cầu xin lão tổ binh gia. Bởi vì loại chuyện cứu sống người phải trả giá đắt. Từ góc độ nào đó, huyết nữ đã chết, nhưng lại không thể nói nàng hoàn toàn đã chết, bởi vì giọt máu bản mạng còn, nói cách khác, có khả năng sống lại, trong trời đất này, chỉ có loại cường giả cấp lão tổ mới có loại năng lực này. Nhưng giống như trọng dạ nói, làm vậy cần bỏ ra cái giá nhất định, người ta dựa vào cái gì phải trả giá để cứu huyết nữ. Cho nên, trước đây hắn cũng không mở miệng cầu xin lão tổ binh ra. Mà bây giờ... Hắn cuối cùng đã gặp được một người có thể mở miệng. Qua rất lâu, trong quan tài này truyền đến một giọng nói. Ta không dám cam đoan nhất định có thể làm cho nàng sống lại. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức thả lỏng, sau đó nói. Nắm chắc được bao nhiêu phần, nếu như ngươi có thể tìm về bốn linh cho ta, ta có 8 phần chắc chắn, nếu như chỉ có thể tìm về một linh, ta cũng chỉ có nắm chắc 2 phần. Âm thanh này nói. Cũng không phải là ta đang ép ngươi, mà ta cần phải bốn linh này trợ giúp ta khôi phục thực lực càng nhiều thì nắm chắc lại càng lớn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà lúc này, một viên bảo thạch màu lam lớn chừng ngón cái xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nguyên thạch. Dùng để làm gì? Dương Diệp hỏi. Âm thanh này nói. Nếu như gặp phải nguy hiểm không thể địch nổi thì bóp nát vật ấy. Vật ấy có thể làm cho ngươi lập tức quay về đây, đương nhiên, lão tổ ở thế giới các ngươi có thể dễ dàng chặn ngươi, tuy nhiên nếu như có loại cường giả này tới giết ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ cũng sống không được. Dương Diệp nói. Cảm ơn. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ở trong đại điện. Trong đại điện, rơi vào trong sự im lặng. Sau khi Dương Diệp rời khỏi tòa thần bí kiến trúc, nó trực tiếp biến mất. Dương Diệp im lặng một lát. Sau đó sẽ muốn rời khỏi đó, mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu lại, nơi đó có một người đang ngồi xếp bằng. Người kia quay lưng về phía hắn nên hắn không có cách nào nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương. Tiểu hữu trước có đạo tổ ưu ái, sau có người thiền sử bằng lòng tiếp xúc, cơ duyên này quả nhiên rất lớn. Người kia đột nhiên nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Không dám nói là có cơ duyên gì, nhưng phiền phức cũng không ít. Bây giờ bên ngoài lại không biết có bao nhiêu thánh nhân đang chờ giết ta. Đây là chuyện bình thường. Người kia nói. Có nhận được thì phải có bỏ ra, đây là đạo lý từ xa xưa đến giờ vẫn không thay đổi. Các hạ tới giết ta sao?
Dương Diệp trực tiếp nói vào vấn đề chính. Người kia nói, tất nhiên không phải, nếu ta muốn giết Tiểu Hữu, sợ rằng chỉ cần tổ sư ngươi đứng ra, mới có thể bảo vệ được Tiểu Hữu. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại. Không biết các hạ là lão tổ nhà nào? Người kia nói, điều này không quan trọng, lần này ta đến đây chính là muốn gặp người được đạo tổ chọn. Tuy không giống ta nghĩ, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Chỉ là không ngờ lại gặp phải ngươi bước vào trong tòa đại điện này. Dương Diệp khẽ nói, các hạ muốn nói gì, hoặc nói các hạ muốn làm gì. Người kia cười nói, ngươi biết lịch sử của người tiền sử sao? Dương Diệp lắc đầu, không biết. Người kia nói, ta biết một ít, Tiểu Hữu hợp tác cùng bọn họ, tốt nhất vẫn phải thông minh thì thỏa đáng hơn. Lời đã nói hết. Dứt lời, toàn thân hắn trực tiếp đột nhiên biến mất. Người này là ai? Dương Diệp nhíu mày, một lát sau, Dương Diệp lắc đầu, thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời kia. Mà sau khi Dương Diệp biến mất không lâu, người kia lại xuất hiện. Người kia khẽ nói, quá khứ chính là quá khứ, cần gì dính vào tương lai chứ? Qua rất lâu, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Các ngươi là tương lai, nhưng vì sao phải tham dự vào quá khứ? Người kia im lặng. Qua một hồi lâu, người kia khẽ nói. Loạn thế sắp xuống, không chỉ các ngươi, thần tộc, ma kha tộc, thiên lan tộc, những chủng tộc ẩn nấp vô số năm đều đã dần dần xuất hiện cũng được. Ai có số mạng của người đó, các tộc có mạng của mình, tất cả phải xem tạo hóa của mình thế nào. Dứt lời, người kia trực tiếp biến mất. Ở đó trở nên yên tĩnh. Dương Diệp rời khỏi viên tinh cầu di tích thần bí và đi tới trong tinh không mênh mông, hắn suy nghĩ về bốn bản đồ tinh không nhìn thấy trước đó. Một lát sau, hắn chọn một cái và cẩn thận điều tra, sau đó lại muốn rời đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Thật cảnh giác! Nơi đó có một giọng nói đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nam tử trung niên bay lên. Ở trên đó thân hắn có xăm một dị thú dữ tợn giống như sói. Đại thiện cảnh. Nam tử trung niên trước mắt này không phải là thánh nhân, nhưng cảnh giới ít nhất là đại thiện cảnh. Hơn nữa tuy không phải thánh nhân, nhưng đối phương lại khiến hắn thấy áp lực. Cường giả. Nam tử trung niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Ta là Đại La, ngươi chưa từng nghe nói về ta, dù sao, ta không phải là loài người. Ta đến từ Tu La tộc. Nghe nói giá trị của ngươi là một viên nguyên thạch, cho nên tới tìm ngươi. Ta! Lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Đừng nói nhiều nữa, trực tiếp chiến đấu đi. Dứt lời, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Linh, một! Đại La dừng nói, bởi vì kiếm đã tới. Thần sắc Đại La không đổi và lùi lại một bước, sau đó tay phải hắn mở ra, một cây trường côn màu đen tuyền xuất hiện ở trong tay hắn. Thoáng cái, tay phải hắn nắm chặt trường côn chợt đâm về phía trước. Trường côn trực tiếp ấn lên trên mũi thanh kiếm kia của Dương Diệp. Keng! Một âm thanh sắc bén chói tai bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Hai lực lượng cường đại trực phát ra tiếp làm cho hai người lui lại, mà vào lúc này, trường côn màu đen trong tay Đại La đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu đen phóng lên cao, thoáng cái, một cột ánh sáng màu đen nghiền ép về phía Dương Diệp. Dương Diệp lùi về phía sau một bước, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay có hai thanh kiếm lơ lửng, cùng lúc đó, ở trong thân thể hắn xuất hiện ảo ảnh của một thanh đại kiếm. Một tâm ba tác dụng, Dương Diệp chợt dẫm mạnh chân phải vào trong hư không, trong phút chốc, ba đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Mà lúc này, ánh sáng màu đen kia đã tới, trực tiếp bao quanh ba đường kiếm quang Dương Diệp, nhưng trong phút chốc, ba đường kiếm quang này liền trực tiếp chém vỡ ánh sáng màu đen kia. Sau đó lấy tốc độ không giảm, lập tức tới trước mặt Đại La. Kiếm khí si cường đại trực tiếp làm cho không gian xung quanh Đại La bị xé rách thành từng lỗ thủng thật nhỏ, bị kiếm khí chỉ lúc này vẻ mặt Đại La cũng trắng bệch. Ở trong mắt hắn lộ vẻ nghiêm trọng. Hắn đỡ được ba kiếm này thì còn sống, không đỡ nổi sẽ chết. Kiếm đã tới, hai mắt Đại La lại là chậm rãi nhắm lại, vào giây phút đó, trường côn trong tay hắn chợt đâm một cái về phía trước mặt. Đại La tuyệt đối không lựa chọn phòng ngự, mà lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên biết, nếu như hắn lui lại thì nhất định sẽ bị Dương Diệp áp chế, bởi vì khi đó, khí thế của hắn sẽ yếu đi. Hai người đối chiến chính là so về khí thế.
hắn lui thì khí thế nhất định yếu đi. Khí thế một khi yếu đi sẽ có thể bị áp chế. Cho nên, Đại La trực tiếp chọn lấy mạng đổi mạng, đương nhiên, hắn không phải thật sự muốn lấy mạng đổi mạng, mà giống như sử dụng phương pháp này ép Dương Diệp quay về phòng thủ, như vậy hắn có thể áp chế ngược. Hắn dùng một chiêu này lần này cũng đúng. Nhưng đáng tiếc là hắn gặp phải Dương Diệp, lấy mạng đổi mạng, Dương Diệp ước gì đối thủ làm như vậy. Tốc độ ba thanh kiếm của Dương Diệp vẫn không giảm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Đại La đột nhiên co lại, hắn biết lần này mình chắc hẳn sai lầm. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có cách nào đang tránh né. Xuy xuy, theo hai tiếng xé rách vang lên, ở đó trở nên yên tĩnh. Ba hơi thở sau, Dương Diệp xoay người rời đi. Ở trước ngực Dương Diệp có một lỗ máu, một côn của Đại La vừa rồi trực tiếp đâm thủng trước ngực hắn, ba thanh kiếm của Dương Diệp cũng cắm vào trong cơ thể Đại La. Cơ thể Dương Diệp hắn mạnh mẽ, còn có hồng mông tử khí, mặc dù một côn này làm hắn trọng thương, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Mà Đại La sẽ không có vận khí tốt như vậy, ba thanh kiếm vừa vào trong cơ thể Đại La, kiếm khí cường đại liền trực tiếp nghiền nát sức sống trong cơ thể Đại La. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn xoay người đi trở về trước mặt Đại La. Hắn liếc nhìn Đại La rồi thu thi thể của hắn vào. Chế luyện kiếm nô. Một kiếm nô là cường giả đại thiện cảnh vẫn có tác dụng rất lớn. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đã luyện Đại La thành kiếm nô xong. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và hơi cong khóe miệng, hiện ra nụ cười lạnh như băng. Hắn biết Đại La trước mắt không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Tuy nhiên hắn không để ý, bây giờ hắn chỉ có một mình, lẻ loi một mình, không phải lo lắng cho ai. Đừng nói một đại thiện cảnh, thánh nhân hắn cũng không khiếp sợ. Thu hồi mạch suy nghĩ, thân hình của Dương Diệp rung lên và biến mất ở phía xa. Trong ngân hà mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm lướt nhanh như con thoi. Người tiền sử cho hắn bốn bản đồ tinh không đại biểu cho bốn thế giới, bây giờ hắn muốn đi là một thế giới tên là Vụ. Tên này có chút kỳ lạ, nhưng suy nghĩ tới việc đây là do người tiền sử đặt, hắn cũng lại thoải mái. Đi một lúc, Dương Diệp đột nhiên phát hiện trong bản đồ tinh không này ghi lại tuyến đường không khác tuyến đường hắn đang đi bây giờ. Hoàn toàn không sai. Dường như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng. Qua rất lâu, Dương Diệp lắc đầu cười. Quan tâm nhiều như vậy làm gì, cứ làm tốt chuyện của mình là được. Nói xong, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Một ngày sau, Dương Diệp ngừng lại. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao viên tinh cầu này gọi là Vụ. Ở trong tầm mắt của hắn đều là sương mù màu trắng. Phải nói cả viên tinh cầu đều là sương mù màu trắng. Toàn bộ là sương mù. Làm sao tìm được linh này? Dương Diệp nhíu mày. Đột nhiên, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, hắn nghĩ đến một người. Tiểu Bạch. Nếu đối phương là linh, vậy khẳng định không thoát khỏi mũi của Tiểu Bạch. Phải biết rằng Tiểu Bạch trời sinh có khả năng khống chế những linh vật thiên địa. Hơn nữa, mũi nàng rất lợi hại, loại linh vật này tuyệt đối không thoát khỏi lỗ mũi của nàng. Tuy nhiên, Dương Diệp tuyệt đối không lập tức gọi Tiểu Bạch ra. Phải biết rằng tà vật này vẫn ở sau lưng hắn. Tà vật. Nghĩ đến thứ này, Dương Diệp đột nhiên phát hiện ra một điểm, đối phương không phải thích ăn thần thú thiên địa cùng linh vật thiên địa sao? Nếu như tìm được linh gì đó, chẳng phải tạo cơ hội cho tà vật này à? Tìm ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Vẻ mặt Dương Diệp rùng mình, người này quả nhiên vẫn ở sau lưng hắn. Lúc này, tà vật này lại nói. Ta không có hứng thú đối với linh chủ màu trắng bên trong cơ thể ngươi hay những linh vật thiên địa khác, ta sẽ không cắn nuốt các nàng. Bởi vì cắn nuốt các nàng sẽ làm một vị nào đó mất hứng, cho nên ngươi không cần lo lắng cho các nàng. Một vị nào đó là ai? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Liên quan gì tới ngươi? Tà vật này đột nhiên nói. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, tà quỷ này sao lại có tính tình nóng nảy như thế? Không để ý tới tà vật này. Hắn gọi Tiểu Bạch ra. Trước ngực Dương Diệp có một cái đầu nhỏ chui ra, Tiểu Bạch nhìn xung quanh một chút, trong mắt xoay tròn. Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái vào đầu Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Mau ra đây, không có chuyện gì đâu. Nghe được Dương Diệp nói vậy, Tiểu Bạch lập tức yên tâm. Nàng nhảy tới trên vai của Dương Diệp và đang muốn cọ vào mặt của Dương Diệp, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa,
sau đó mỏng nhỏ chỉ tới, Dương Diệp nói. Có cái gì sao? Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi về phía xa, nhưng đi một lúc, móng nhỏ của Tiểu Bạch lại chỉ về phía bên phải, Dương Diệp lập tức thay đổi hướng, nhưng chẳng bao lâu, Tiểu Bạch lại chỉ về phía bên trái cứ như vậy, Dương Diệp theo Tiểu Bạch vòng một vòng tròn. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch ở trước mặt mình, sau đó nói. Vật nhỏ, ngươi chơi ta sao? Biểu tình Tiểu Bạch rất vô tội. Rất nhanh, Dương Diệp đã hiểu rõ. Cơ không phải Tiểu Bạch đang đùa hắn, mà là vật Tiểu Bạch chỉ đang dẫn bọn họ chuyển động vòng tròn. Vật kia ở xung quanh nơi này. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, khẽ nói. Đối phương ở đâu? Tiểu Bạch chỉ về phía sau Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Trong nháy mắt, Dương Diệp lao như bão táp qua mấy vạn dặm phía sau. Nhưng hắn cũng không phát hiện ra gì. Hắn vừa dừng lại, Tiểu Bạch lại chỉ về phía sau hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Tốc độ của đối phương vượt xa hắn. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi có thể bảo đối phương đi ra không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, qua một hồi lâu, nàng đột nhiên nhìn về phía xa, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng giơ giơ. Không có động tĩnh. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp xoa tay, Tiểu Bạch tuét miệng cười, sau đó lại nhìn về phía xa, móng nhỏ lại nhẹ nhàng vẫy vẫy. Nhưng vẫn không có động tĩnh. Thật không nể tình. Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nhỏ nhắn, trong phút chốc, những sương mù xung quanh đột nhiên cuốn về phía Tiểu Bạch. Đúng lúc này, một quầng sáng màu xanh xuất hiện ở cách Dương Diệp cùng Tiểu Bạch không xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch lập tức ngừng lại. Dương Diệp liếc nhìn quầng sáng màu xanh này, thấy phía sau có một cái đuôi nhỏ màu xanh. Linh. Dương Diệp biết quầng sáng màu xanh trước mắt này là linh của thế giới này. Về phần tại sao đối phương phải xuất hiện, không hề nghi ngờ là bởi vì Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là linh chủ thiên địa, những linh kia trời sinh có thiện cảm với nàng. Chỉ có điều bây giờ xem ra, linh trước mắt này có chút đề phòng bọn họ. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó nàng chỉ vào ánh sáng phía xa và tiếp theo lại chỉ vào mình. Dương Diệp nhíu mày. Hắn nói để cho ngươi ở chỗ này chơi với hắn à? Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp lắc đầu. Nói với hắn, cái này thì không thể được, nhưng hắn có thể đi theo chúng ta. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía quầng sáng kia và bắt đầu vung vẩy móng nhỏ. Một lát sau, quầng sáng kia đột nhiên chấn động. Lúc này, Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp. Nàng đang muốn nói gì, mà vào lúc này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, ở khoảng không trên đỉnh đầu đám người Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một tấm lưới rất lớn màu vàng, khi nhìn thấy tấm lưới màu vàng này, quầng sáng màu xanh phía xa lập tức hóa thành một ánh sáng màu xanh và biến mất. Dương Diệp cùng Tiểu Bạch sửng sốt. Mà vào lúc này, quầng sáng màu xanh này lại trở về trước mặt bọn họ, bởi vì tấm lưới màu vàng này đã vây chặt vạn dặm xung quanh bọn họ, hơn nữa còn không ngừng co lại. Đợi ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng đồng ý hiện thân. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một người thanh niên xuất hiện ở bên ngoài tấm lưới kia, sau lưng người thanh niên này còn có một nam tử trung niên cùng với một lão già. Hai tay của lão già ôm kiếm, đầu cúi xuống, nam tử trung tuổi kia lại treo trường đao trên lưng, tay phải ấn trên chuôi đao, mắt nhìn Dương Diệp. Người thanh niên này lại nhìn quầng sáng màu xanh này, cười nói. Phụ Linh hấp thu một tinh cầu vô số năm trưởng thành lên, cha cha, không trách được có mấy lão tổ cũng động tâm. Lúc này, quầng sáng màu xanh này đột nhiên bay đến trước mặt Tiểu Bạch, sau đó cái đuôi nhỏ đụng nhẹ vào móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch một cái. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong phút chốc, móng nhỏ của nàng vỗ nhẹ vài cái vào quầng sáng màu xanh này, sau đó lại vỗ nhẹ vào ngực mình, bộ dạng đừng lo lắng, có ta rồi. Lúc này, người thanh niên này nhìn Tiểu Bạch. Ánh mắt lập tức sáng lên. Đây là cái gì, ta nhìn thấy gì, linh chủ à, ha ha ông trời thật là quan tâm ta. Con của nhân quân, một. Trong giọng nói người thanh niên tràn ngập hưng phấn. Bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên này. Vị huynh đài này, các nàng là của ta. Dương Diệp vẫn cảm thấy nên nói đạo lý trước thì tương đối tốt hơn. Nếu không truyền đi, người khác sẽ nói Dương Diệp hắn ngang ngược không nói đạo lý.
Ánh mắt của người thanh niên từ Tiểu Bạch chuyển tới Dương Diệp sau đó cười. Nói, xem ra đã đến lúc phải nhờ tới phụ thân rồi. Nào, để cho ta đoán một chút, nếu ngươi có thể có được linh chủ, đồng thời còn có thể tìm tới nơi này, chắc hẳn ra thế cũng không đơn giản. Ta nhìn ngươi cầm kiếm, ngươi là người của Hiên Viên gia. Dương Diệp lắc đầu. A, người thanh niên mỉm cười. Không phải Hiên Viên gia, chẳng lẽ là Quỷ gia, thậm chí là Khương gia, chắc hẳn không phải là Cơ gia. Cơ gia thời nay chỉ ló một thiên tài là Cơ Nguyệt, người rõ ràng không phải nữ mặc nam trang. Cho nên nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc là người của Quỷ gia hoặc Khương gia, xê đúng không? Dương Diệp cười nói. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Người thanh niên phá lên cười, rồi đột nhiên nói. Vị huynh đài này, ngươi có biết ta là ai không? Dương Diệp lắc đầu. Người thanh niên cười nói. Ta là nhi tử của nhân quân nhân tộc, huynh đài, ta đại biểu nhân tộc thu vụ linh cùng linh chủ này của ngươi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Nhân quân. Dương Diệp lập tức sửng sốt. Rất nhanh, thần sắc hắn có chút kỳ lạ. Hắn không ngờ được người trước mắt này là nhi tử của nhân quân. Nhân quân. Cho dù hắn không quen biết người này, nhưng giữa hắn cùng nhân quân có thể nói là có ân oán không nhỏ, phải nói là ân oán rất lớn. Bây giờ nhìn thấy nhi tử của kẻ thù. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó mỉm cười, tiếp theo, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Muốn ra tay à? Lúc này, người thanh niên này đột nhiên cười nói. Huynh đài muốn giết người diệt khẩu sao? Ta rất sợ hãi đấy. Nói đến đây, hắn cố ý làm một biểu tình khoa trương. Lúc này lão già phía sau người thanh niên này đột nhiên mở mắt, hắn kéo người thanh niên đến phía sau, sau đó nhìn thẳng vào Dương Diệp. Các hạ họ Dương. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự kinh ngạc. Ngươi nhận ra ta. Nghe được Dương Diệp thừa nhận, vẻ mặt lão già kia lập tức nghiêm trọng, sau đó trầm giọng nói. Nguyên lực, dẫn theo điện hạ rời đi. Lời của lão già làm cho người thanh niên này sửng sốt. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, chợt quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp bị nhân tộc ta phát lệnh truy nã. Dương Diệp tuét miệng cười. Hình như là vật. Người thanh niên nheo mắt lại, mà lão già ở bên cạnh hắn lại đột nhiên nói. Điện hạ, lão nô cầu xin ngài đi mau đi. Người thanh niên đột nhiên nở nụ cười. Lý Thúc, hắn thật sự có đáng sợ như vậy sao? Lão già khẽ thở dài. Thân phận của hắn đã được xác nhận là truyền nhân của đạo gia, còn có chút liên quan đến binh gia, còn từng đi qua Vũ Đế học viện, thần bí kia nói chung, thiếu gia, bây giờ thánh nhân không ra, không ai làm gì được hắn. Ngài nghe lão nô một câu, bây giờ lập tức rời đi được không? Người thanh niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, nhưng còn chưa đi ra hai bước, đột nhiên hắn xoay người và chắp hai tay lại trước ngực, cả người hóa thành một cột ánh sáng màu vàng bắn nhanh về phía Dương Diệp. Ở trong cột ánh sáng màu vàng này còn lóe lên một chữ nhân. Dương Diệp không nói một lời, giơ tay lên chính là chém ra một kiếm. Một kiếm hạ xuống. Ầm. Cột ánh sáng màu vàng kia ầm ầm vỡ nát, bản thân người thanh niên này cũng bị một kiếm làm chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Khi người thanh niên lùi lại, một đường kiếm quang đột nhiên tự trên đỉnh đầu Dương Diệp đâm xuống. Lão già kia ra tay. Dương Diệp cũng không ngẩng đầu lên, lòng bàn tay khẽ lật và xuất hiện một thanh kiếm lơ lửng, trong phút chốc, thanh kiếm kia phóng lên cao, trực tiếp đâm vào trên kiếm trong tay lão già này, lực lượng mạnh mẽ cùng tính đặc biệt của thanh kiếm lập tức đánh nát kiếm của lão già kia, cùng lúc đó, lão già kia bị chấn động bay ra ngoài. Chết cho lão tử. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở bên phải Dương Diệp, ngay sau đó, một bàn tay lớn lóe ra ngọn lửa màu đỏ thẫm mang theo uy áp khủng khiếp ép về phía Dương Diệp. Đây là nam tử trung niên bên cạnh người thanh niên ra tay. Dương Diệp không rút kiếm, chỉ xoay người chợt đánh ra một quyền. Ầm, một quyền vừa ra mang theo tiếng rồng ngâm. Hai quyền va chạm vào nhau, nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị một quyền này chấn động bay ra ngoài. Bản thân Dương Diệp cũng lùi lại mười mấy trượng, lúc này, cả cánh tay hắn đều bị nung tới đỏ bừng. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua phía nam tử trung tuổi kia. Có chút thú vị. Dứt lời, tay phải của hắn nhẹ nhàng chấn động, được hồng mông tử khí chữa trị, lúc này tay hắn đã khôi phục bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy,
gương mặt của nam tử trung niên lập tức trầm xuống. Điện hạ đi trước đi. Lúc này, lão già kia đột nhiên mở miệng. Người thanh niên kia nhìn về phía lão già. Ba người chúng ta có hai người là đại chiến cảnh, một người tiểu thiện cảnh, còn không làm gì được hắn sao? Dứt lời, hai tay hắn vẫy, trong phút chốc, không gian xung quanh chấn động mạnh, ngay sau đó, từng ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể hắn tràn ra, những kim quang này giống như từng con rắn nhỏ bắn nhanh về phía Dương Diệp. Huyền kỹ. Chỉ trong chớp mắt, Dương Diệp trực tiếp bị những kim quang này bao phủ, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên trong không trung, ngay sau đó, vô số đường kiếm quang chợt bạo phát ra. Ầm. Một mảnh ánh sáng màu vàng lập tức nổ tung, cùng lúc đó, một đường kiếm quang lập tức đi tới trước mặt người thanh niên này, tuy nhiên, nam tử trung tuổi kia chắn ở trước mặt người thanh niên này, hai tay hắn tản ra ngọn lửa thiêu đốt hừng hực trực tiếp va chạm vào kiếm của Dương Diệp. Mà vào lúc này, một chân đột nhiên đá vào trên chuôi thanh kiếm kia. Xuy, kiếm lao đi với tốc độ thần tốc, lập tức đâm vào trước ngực nam tử trung tuổi kia, hai mắt nam tử trung niên lập tức trợn tròn. Mà lúc này, Dương Diệp đang muốn ra tay, đúng lúc này, nam tử Jungle tuổi kia đột nhiên vào tới trước, sau đó hai tay ôm lấy vai của Dương Diệp. Nam tử trung niên cười gằn nói. Dương Diệp, mọi người cùng đồng quy vu tận. Dứt lời, trong si cơ thể hắn chợt phát ra một ngọn lửa, nó chợt bao phủ lấy Dương Diệp cùng hắn. Nhưng trong phút chốc, một ánh sáng trắng nổ tung trong ngọn lửa này, ngay sau đó, một nam tử từ trong ngọn lửa này đi ra. Phía sau nam tử này, là ảo ảnh của một rồng lớn màu trắng. Thiên Long hộ thể. Dương Diệp giơ tay lên đánh ra một chưởng, ngọn lửa ở bên cạnh hắn liền trực tiếp biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt người thanh niên phía xa này cuối cùng cũng lộ vẻ nghiêm trọng, còn có chút kiêng kỵ. Điện hạ đi trước đi. Lão già kia đột nhiên mở miệng lần nữa. Người thanh niên nhìn về phía lão già. Cẩn thận. Dứt lời. Hắn xoay người thân hình rung lên và biến mất ở phía xa. Dương Diệp cười nói. Liều mạng vì người như thế có đáng giá không? Lão già từ từ nhắm hai mắt lại, hai tay hắn chuyển động, trong phút chốc, xung quanh hắn xuất hiện từng thanh khí kiếm mờ ảo. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Thân là kiếm tu, sao có thể để cho mình thành kiếm nô của người khác? Lòng có ràng buộc, kiếm lại có ràng buộc. Lúc này... Lão già kia đột nhiên mở mắt nhìn về phía Dương Diệp. Cảm ơn đã đánh thức, đáng tiếc muộn mất rồi. Hy vọng có kiếp sau, nếu như ta vẫn làm kiếm tu, kiếm của ta nhất định sẽ không nô lệ trở thành của người khác. Dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên biến mất, trong phút chốc, mấy vạn kiếm quang giống như cuồng phong mưa rào bắn nhanh qua. Đây là một kiếm cuối cùng của lão già. Dương Diệp lắc đầu, sau đó bước ra một bước, mấy vạn kiếm quang đột nhiên ngừng lại. Kiếm vực. Dương Diệp lợi dụng kiếm vực mạnh mẽ chấn áp những kiếm khí này, nhưng chúng cũng không biến mất. Dương Diệp thoáng động tâm niệm, 36 thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở bên trong kiếm vực, trong phút chốc, trong phạm vi vạn dặm có kiếm quang giăng kín. Vô địch kiếm trận. Ba hơi thở sau, ở đó khôi phục lại yên tĩnh. Tay phải của Dương Diệp nhẹ nhàng vung lên, những kiếm quang lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Đây là kiếm vực. Đối diện Dương Diệp. Lão già kia thì thầm giống như mất hồn vậy. Lúc này, phía sau Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một đôi cánh chim, trong phút chốc, hắn đã xuất hiện trong tinh không ngoài mấy chục vạn dặm. Một nam tử điên cuồng chạy trong tinh không mênh mông, nam tử này chính là nhi tử của nhân quân. Từ sau khi trải qua giao đấu trước đó, hắn biết rõ ba người bọn họ không làm gì được Dương Diệp, cho nên hắn quyết đoán lựa chọn chạy trốn. 30 hơi thở. Nam tử nhìn chằm chằm vào phía xa. 30 hơi thở sau sẽ an toàn. Tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Mà vào lúc này, sắc mặt nam tử đột nhiên thay đổi, hắn chợt ngừng lại, ở phía trước cách hắn không xa có một đường kiếm quang hạ xuống, kiếm quang tản đi, một nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người thanh niên nhìn chằm chằm vào phía nam tử kia. Dương Diệp quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Dương Diệp tuét miệng cười. Không sai. Ta chính là muốn chém tận giết tuyệt. Dứt lời, thân hình run lên và trực tiếp biến mất. Phía xa, vẻ mặt của người thanh niên chợt biến đổi, hai tay khép lại sau đó chợt vỗ về phía trước. Một lực lượng cường đại từ trong hai tay hắn chút ra, nhưng lực lượng này vẫn không thể ngăn cản được kiếm quang của Dương Diệp. Kiếm quang kia mạnh mẽ phá vỡ lực lượng kia, sau đó tiến quân thần tốc.
Suy, kiếm quang hiện lên, cơ thể người thanh niên này cứng đờ. Mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở phía sau người thanh niên này. Người thanh niên trợn tròn hai mắt, môi khẽ giật, muốn nói gì đó. Lúc này, Dương Diệp đã trở tay đâm một kiếm. Suy, đầu của người thanh niên này trực tiếp bay ra ngoài. Mà lúc này, không gian ở sâu bên trong tinh không xa xôi này bắt đầu chấn động mãnh liệt. Có người đang mạnh mẽ xuyên qua không gian, muốn từ không gian này đi ra. Không cần phải nói, nhất định là người tới cứu người thanh niên này. Dương Diệp hơi cong khóe miệng, tay phải cắm thanh kiếm vào trong vỏ và bước vào tư thế chuẩn bị. Trong ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, không gian chấn động kia đột nhiên bình tĩnh lại, ngay sau đó có một lão già từ trong đó đi ra. Thánh nhân! Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn không ngờ được, lần này người tới lại là một vị thánh nhân. Nhưng lại có gì phải sợ chứ? Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp vận chuyển, đoạn tội trong vỏ đã biến thành kiếm thủ. Lão già kia bước tới, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Giờ phút này hắn cách Dương Diệp không đến một trượng. Gần trong gang tấc, lão già liếc nhìn thi thể của người thanh niên này, sau đó lắc đầu, tiếp theo, hắn nhìn về phía Dương Diệp trước mặt, trong mắt có phần phức tạp. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, mà lúc này, lão già kia đột nhiên nói. Không cần ra tay, lần này ta tới không phải giết ngươi. Sao? Dương Diệp không hiểu nhìn lão già. Lão già nói, tuy ta đứng ở bên phía nhân quân, nhưng sẽ không vì hắn mà tàn sát loài người, đặc biệt thiên tài nhân tộc giống như ngươi. Dương Diệp, lão phu cũng có nghe nói về ân oán giữa ngươi cùng nhân quân, việc này khó có thể nói là đúng hay sai. Tuy nhiên có điểm mà ngươi phải hiểu được, bất kể là ngươi hay nhân quân, các ngươi đều là loài người. Các hạ có ý gì? Dương Diệp khẽ nói. Lão già chắp hai tay sau lưng, hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua bầu trời sao và khẽ nói. Lấy thực lực cùng thân phận của ngươi bây giờ, chắc hẳn cũng biết loạn thế sắp tới. Nếu loạn thế tới, bách tộc trong đại thiên vũ trụ lại có bao nhiêu tộc có thể sống sót? Sợ rằng không có bao nhiêu, nhân tộc muốn sống sót trong loạn thế này thì nhất định phải đoàn kết. Đoàn kết? Dương Diệp cười nói. Vị thánh nhân này, người chắc hẳn hiểu rõ, là nhân tộc không tha cho ta, hay là ta không tha cho nhân tộc? Ánh mắt của lão nhân nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi nhớ kỹ ngươi là loài người, nếu như sau này nhân tộc xuất hiện nguy cơ, ta hy vọng ngươi có thể đừng quên mình có thân phận nhân tộc này. Khi nhân tộc đứng trước sống chết tồn vong, bất kỳ ân oán cá nhân nào cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dứt lời, lão già xoay người biến mất ở trong tinh không mênh mông. Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Nhân tộc tồn vong, nhân quân phát lệnh truy nã lão tử khắp nơi, tất cả nhân tộc đều đang đuổi giết ta. Ta còn phải đi quan tâm tới tồn vong của bọn họ sao? Lão tử ngốc à? Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ở bên cạnh Tiểu Bạch còn có quầng sáng màu xanh này. Vũ Linh! Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói. Tiểu Bạch, người nói cho hắn biết chỗ này đã bị lộ rồi, nếu như hắn tiếp tục ở chỗ này thì nhất định sẽ có nguy hiểm. Người hỏi xem nó có bằng lòng đi theo chúng ta không? Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Vũ Linh, sau đó trao đổi cùng đối phương. Một lát sau, Tiểu Bạch tuét miệng cười và nhìn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt Tiểu Bạch, Dương Diệp mỉm cười, quả nhiên có Tiểu Bạch thật tốt, những linh vật thiên địa chẳng tín nhiệm loài người, còn căm thù loài người, nhưng những linh vật thiên địa chắc chắn sẽ không căm thù Tiểu Bạch, phải nói là đều rất tin tưởng Tiểu Bạch. Đại công cáo thành. Dương Diệp bảo Tiểu Bạch dẫn theo Vũ Linh bước vào Hồng Mông Tháp. Bản thân hắn lại hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Vừa rời khỏi viên tinh cầu kia, Dương Diệp đột nhiên phát hiện những sương mù trên viên tinh cầu kia bắt đầu dần dần tiêu tan. Dương Diệp liếc nhìn, sau đó biến mất ở trong tinh không mênh mông này. Bốn linh, hắn đã lấy được một. Xuyên qua ngân hà mênh mông, rất nhanh, Dương Diệp đi tới thế giới của bức bản đồ tinh không thứ hai, thế giới này tên là Thiên Thủy Đại Lục. Khi nhìn thấy tên này, Dương Diệp suy đoán trên đại lục linh này chắc là thủy linh. Ở trên Thiên Thủy Đại Lục có 90% đều là biển, cực ít lục địa. Trên mặt biển, Dương Diệp lại gọi Tiểu Bạch nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng nàng rơi vào trên mặt nước bên dưới, sau đó mũi ngửi nước biển, một lát sau, hai móng nhỏ của Tiểu Bạch đặt ở trên mặt nước này, rất nhanh, mặt nước này bắt đầu chấn động. Dương Diệp có chút tò mò nhìn Tiểu Bạch, nàng đang làm gì?
Trong ánh nhìn chăm chú của Dương Diệp, mặt nước này bắt đầu chấn động mãnh liệt giống như bị đun sôi vậy. Cứ rằng co như vậy gần một khắc. Đúng lúc này, mặt nước cách Dương Diệp trăm trượng đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một thủy long đột nhiên từ trong nước phóng lên cao, thủy long đi tới không trung và phun nước về phía Dương Diệp. Một cột nước giống như một mũi tên rời cung, lập tức bắn tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp chém ra một kiếm. Suy! Thủy long kia trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp chém thành hai đoạn. Nhưng ngay vào lúc này, mặt biển xung quanh Dương Diệp có rất nhiều con thủy long phóng lên cao. Khoảng chừng mấy trăm. Dương Diệp nhíu mày, mà vào lúc này, Tiểu Bạch ở bên cạnh hắn đột nhiên mở miệng hút nhẹ. Trong phút chốc, những thủy long tự nhiên tản ra, sau đó hóa thành từng giọt nước rất nhỏ lao vọt về phía Tiểu Bạch. Cuối cùng những giọt nước đều bị Tiểu Bạch nuốt hết. Dương Diệp. Lúc này, mặt biển ở cách đó không xa đột nhiên xoay tròn, dần dần có một thủy long nho nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Thủy long có hình thể rất nhỏ, chỉ lớn hơn Tiểu Bạch một chút. Thủy long kia nhìn Dương Diệp, cuối cùng nhìn về phía Tiểu Bạch, ở trong mắt nó đầy vẻ nghi ngờ, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt thủy long này, sau đó nàng vỗ nhẹ vài cái vào đầu của thủy long nhỏ, thủy long này tò mò nhìn Tiểu Bạch. Rất nhanh, móng nhỏ của nó chỉ vào Dương Diệp phía xa rồi lại chỉ vào Tiểu Bạch. Hình như đang hỏi vì sao Tiểu Bạch theo Dương Diệp. Tiểu Bạch liếc nhìn Dương Diệp phía xa, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy. Dương Diệp hiểu rõ, Tiểu Bạch đang nói hắn là người tốt, người vô cùng tốt. Dương Diệp lắc đầu cười, hắn liếc nhìn Thủy Long cùng Tiểu Bạch, thật ra giống như Tiểu Bạch cùng linh vật thiên địa này, ở trong trời đất này bọn họ không có nguy hiểm. Vì sao? Bởi vì gặp may mắn. Có trời đất che chở. Bất kể là loài người hay cường giả gì đó cũng không dám đi tàn sát bọn họ. Cho dù đi bắt bọn họ, nhưng một khi bọn họ bằng lòng thuần phục, bất kể là cường giả gì cũng sẽ không bạc đãi. Về phần tàn sát linh vật thiên địa, sợ rằng tà vật phía sau hắn cũng không dám làm vậy. Trời phạt là thật sự tồn tại. Tiểu Bạch trao đổi cùng Thủy Long. Một lát sau, Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, nàng chỉ vào Thủy Long nhỏ và vung vẩy móng nhỏ. Dương Diệp im lặng. Thủy Long nhỏ không muốn rời khỏi chỗ này. Ngươi nói với nó tốt nhất nên rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Là tà vật này. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Tà vật này nói. Nơi đây có một trận pháp này che giấu linh tính trên người nó, cho nên qua nhiều năm như vậy, có rất ít cường giả đi tới chỗ này, cho dù tới nhưng chỉ cần hắn không chủ động lộ diện. Cũng không tìm được nó. Nhưng bây giờ, trận pháp này trải qua rất nhiều năm tháng ăn mòn đã sắp biến mất, một khi trận pháp biến mất, khi đó nhất định có vô số cường giả tới đây. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, lúc này hắn mới nhớ tới, vừa rồi khi hắn đến tinh cầu này, giống như tà vật nói, hắn thật sự không cảm nhận được ở đây có chỗ nào đặc biệt. Ở trong cảm nhận của hắn, nơi này chính là một tinh cầu hoang vu mà không có gì cả, bởi vì hắn không cảm nhận được sinh mạng. Mà sau khi xuống, nếu không phải nhờ có Tiểu Bạch, hắn sợ rằng có hút sạch nước ở đây cũng không tìm được Thủy Long. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, sau đó nói. Ngươi khuyên nó, nói ở đây rất nguy hiểm, bảo nó đi cùng với chúng ta được không? Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, nàng quay đầu lại nhìn về phía Thủy Long nhỏ kia và lại trao đổi. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, Thủy Long nhỏ có chút do dự. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nắm một sừng rồng của Thủy Long nhỏ, sau đó trực tiếp kéo nó vào bên trong Hồng Mông Tháp. Bên trong Hồng Mông Tháp, Thủy Long nhỏ liếc nhìn xung quanh và có chút sợ hãi, nó không nhịn được xích về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vỗ nhẹ vào Thủy Long nhỏ, ra hiệu nó không cần phải sợ. Tiếp theo, móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung vẩy, từng tử khí lập tức trôi đến trước mặt Thủy Long nhỏ kia, nhìn thấy tử khí này, con ngươi của Thủy Long nhỏ lập tức sáng êm. Thủy Long nhỏ khẽ hít mũi, vài tử khí này lập tức bị nàng hút vào trong mũi, rất nhanh, trên mặt Thủy Long nhỏ kia lộ ra vẻ thèm muốn. Nàng là gì vậy? Lúc này, Thiên Tú đột nhiên hỏi. Thủy Long nhỏ kia nhìn về phía Thiên Tú và biến sắc, sau đó vội vàng dịch đến phía sau Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng xoay người kéo sừng rồng của Thủy Long nhỏ kia đến Thiên Tú trước mặt, sau đó chỉ vào Thiên Tú, lại chỉ vào Thủy Long nhỏ. Rõ ràng nàng đang giới thiệu. Không chỉ có vậy, nàng còn kéo cả Vũ Linh qua. Tuy nhiên, Vũ Linh liếc nhìn Thủy Long, hình như cũng sợ Thiên Tú nên không dám tới quá gần.
Thiên Tú hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tiểu Bạch khẽ xoa đầu nhỏ của nàng, sau đó nàng nhìn về phía Thủy Long nhỏ cùng Vũ Linh kia, móng nhỏ bắt đầu vung vẩy. Một lát sau, Thủy Long nhỏ kia do dự một lúc, sau đó bay đến trước mặt Thiên Tú và nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nhỏ của Thiên Tú. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Long nhỏ, nàng do dự một lúc, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa sừng rồng trên đầu của Thủy Long nhỏ kia tuyệt đối không từ chối. Một lát sau, Thủy Long nhỏ cùng Vũ Linh không sợ Thiên Tú nữa, mặc cho Thiên Tú sở chỗ này, sở chỗ kia. Thật ra, chủ yếu nhất là bọn họ tin tưởng Tiểu Bạch sẽ không hại các nàng, cho nên, Tiểu Bạch kéo các nàng vào Hồng Mông Tháp, các nàng cũng không có từ chối. Dương Diệp nhìn thấy hết tất cả những điều này. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt ra. Ngươi đã từng gặp tiểu nữ hài bên cạnh ta sao? Nàng tên là Thiên Tú, ngươi sợ nàng sao? Dĩ nhiên là đang hỏi tà vật này. Ở đó im lặng rất lâu, một giọng nói vang lên ở trong không trung. Sợ. Dương Diệp thầm rùng mình. Sợ à? Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Vì sao? Ngươi không cảm giác được. Tà vật này hỏi ngược. Dương Diệp lắc đầu. Ta mặc dù biết nàng không phải là người bình thường, nhưng ta không nhìn ra chỗ không tầm thường của nàng. Tà vật này đột nhiên nói, đây là chỗ khác biệt giữa ngươi và chúng ta. Linh vật thiên địa theo bản năng có cảnh giác đối với nguy hiểm. Về phần nàng, ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người cho ta cảm giác này. Dương Diệp nói. Ngươi biết lai lịch của nàng sao? Lần này, hắn thật sự tò mò về lai lịch của Thiên Tú. Tà vật im lặng rất lâu, sau đó nói. Không nhìn ra. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười. Không nói nàng, nói tới ngươi đi. Nói thật, ngươi có thể đừng có ý đồ với ta được không? Tà vật này im lặng. Đợi một lakate vẫn không thấy tà vật này trả lời. Dương Diệp lắc đầu, xem ra không có nói chuyện được rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng biến mất ở trong những ngôi sao phía chân trời. Vừa đến trong tinh không, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, thoáng cái đã chém ra một kiếm. Ở trước mặt hắn là một lực lượng cường đại đột nhiên muốn nổ tung, lực lượng cường đại này trực tiếp làm hắn chấn động đến ngoài nghìn trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, ở nơi đó đã xuất hiện một lão già lưng hơi còng, nếp nhăn trên mặt rất sâu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Thánh nhân! Người tới là một thánh nhân! Lão già khẽ nói. Ngươi đúng là hơi khó tìm, ta đã nói nhân tộc thánh nhân sao có thể ra lệnh giết một thiên tài của nhân tộc. Quả nhiên, hắn bỏ qua. Dương Diệp nói. Thánh nhân liên minh. Lão già nói. Xem ra, ngươi vẫn biết thật nhiều. Dương Diệp, thánh nhân liên minh ta không muốn chém tận giết tuyệt, giao vật của đạo gia ra thì ngươi có thể sống. Dương Diệp trầm giọng nói. Lẽ nào các ngươi sẽ không sợ sau này đạo tổ tìm các ngươi tính sổ sao? Ngây thơ. Lão già bật cười. Cho tới bây giờ, ngươi còn tính dùng danh nghĩa của đạo tổ tới dọa người. Dương Diệp, ngươi còn không biết sao? Biết gì vậy? Dương Diệp hỏi. Lão già cười nói. Tranh đạo chính thống đã thật ra bắt đầu. Ngươi chết, chỉ có thể nói đạo tổ hắn đã chọn sai người. Về phần báo thù, tin tưởng ta, hắn sẽ không đi lãng phí thời gian vì một người chết. Dương Diệp mỉm cười. Vậy xem ra, ta không thể chết. Lão già thò một tay ra. Giao ra vật kia thì ta sẽ để cho ngươi đi. Dương Diệp cười nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Lão già trên mặt khẽ cười. Chỉ số thông minh không tệ. Nếu vậy, lão phu cũng chỉ có thể lãng phí một chút sức lực. Dứt lời, tay phải của hắn cách không vẫy về phía bên phải. Trong phút chốc, một tinh cầu cách bên phải lão già 10 vạn dặm đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, rất nhiều ánh sao từ trên tinh cầu kia bắn ra, những ánh sao này xuyên qua tinh không mênh mông đi tới đỉnh đầu của Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn vô số ánh sao này. Đây là thần thông gì vậy? Dường như biết được suy nghĩ của Dương Diệp, lão già kia đột nhiên nói. Tụ tinh thuật, Dương Diệp, nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu này, lão phu viết một chữ phục với ngươi. Dứt lời, hắn giơ tay phải lên và nhẹ nhàng ép về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, rất nhiều ánh sao trực tiếp rơi về phía Dương Diệp. Giờ phút này, Dương Diệp cảm nhận được áp lực lớn nhất từ trước tới nay, chỉ là uy áp này lại làm cho hắn không có cách nào hít thở. Cho dù hắn lấy ra Thiên Long hộ thể vẫn vậy,
nếu như không phải có Thiên Long hộ thể, hắn có thể sẽ trực tiếp bị uy áp này đè chết. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, trong phút chốc, một áp lực thần bí xuất hiện ở đó. Kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, tốc độ những ánh sao này rơi xuống lập tức chậm lại. Kiếm vực. Lão già phía xa cười lạnh. Có chút thú vị. Đúng lúc này, Dương Diệp bước tới, trong nháy mắt, gần trăm thanh khí kiếm xuất hiện ở đó bắt đầu lên xuống, không gian bên trong kiếm vực bắt đầu dâng lên từng gợn sóng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già kia nhíu mày. Rất nhanh, con người của hắn đột nhiên co lại. Lực ngũ hành, người tự nhiên nắm giữ chân ý của lực ngũ hành. Suy suy suy. Đúng lúc này, tốc độ những thanh kiếm ở bên trong kiếm vực lên xuống tăng nhanh, từng kiếm quang trải rộng trong cả kiếm vực nhấn chìm những ánh sao. Những kiếm quang này không quá giống trước đây, bởi vì trong những kiếm quang này ẩn chứa lực ngũ hành. Những kiếm quang này đang thay đổi những ánh sao này, tương tự với phân giải. Mùa xuân đến, trăm hoa mở, trời thu đến, trăm hoa rơi. Ngũ hành kiếm khí. Lực ngũ hành là do hắn học được từ đá truyền thừa của người tiền sử. Tuy nhiên, hắn dung nhập lực ngũ hành vào trong kiếm khí của mình. Giờ phút này, kiếm của hắn không còn lấy giết làm chủ như trước kia, mà chủ yếu là thay đổi. Thay đổi. Ba hơi thở sau, những ánh sao này mở đi, năm hơi thở sau thì hoàn toàn biến mất. Nhưng sắc mặt Dương Diệp đã trắng bệch. Nắm giữ lực ngũ hành cũng không khó với hắn, khó là dùng lực ngũ hành thay đổi kiếm khí, thay đổi thế giới bên trong kiếm vực, điều này vẫn làm hắn có chút tốn sức. Nhưng thật may hiệu quả đặc biệt tốt, còn mạnh hơn so với uy lực vô địch kiếm trận của hắn, chỉ là có chút tiêu hao thể lực. Đúng là hiếm có được, lúc này, lão già phía xa đột nhiên nói. Không ngờ được ngươi lại có thể mò mẫm đến bước này, tuy nhiên chắc hẳn được bị ai chỉ điểm đúng không? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão già. Chữ phục đâu, không phải nói muốn viết chữ phục cho ta sao? Tới đây, ta chờ. Phục. Lão già cười lạnh. Chữ phục thì không có, nhưng chữ chết lại có, bây giờ ta sẽ viết cho ngươi. Dứt lời, tay phải của hắn đột nhiên giơ về phía Dương Diệp, trong phút chốc, hắn vỗ một chưởng. Không gian chỗ Dương Diệp trực tiếp sụp xuống, cùng lúc đó, cả người Dương Diệp trực tiếp rạn nứt ra. Cho dù có Thiên Long hộ thể, hắn cũng cảm thấy không chịu được. Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, thoáng cái, ba đường kiếm quang đột nhiên bắn ra và lập tức đi tới trước mặt lão già này. Lão già cười lạnh và vươn tay phải ra, khi hắn vỗ lên liền xuất hiện một màn ánh sáng mỏng, hắn trực tiếp đánh vào ba kiếm này của Dương Diệp. Lão già cười lạnh nói. Kiếm không tệ, tuy nhiên vẫn còn hơi non. Dứt lời, hắn chấn động mạnh. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho Dương Diệp bay ra ngoài mấy ngàn trượng, Dương Diệp còn chưa dừng lại, lão già kia liền đã lại xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó lại đánh ra quyền thứ nhất. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho mấy vạn trượng không gian bị đánh vỡ. Dương Diệp bị lực lượng kia bao phủ, rất nhiều máu tươi bắn ra, nhưng thật may có lực Thiên Long bảo vệ cơ thể của hắn, cho nên cơ thể của hắn không lập tức nổ tung ra. Nhưng nếu như hắn bị trúng một quyền này, không hề nghi ngờ, hắn sẽ biến thành một đám thịt nát. Thời điểm quan trọng, tâm niệm của Dương Diệp thoáng động, phù ấn một mạch sát phạt của binh gia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão già kia đánh một quyền vào trên phù ấn này, mà lúc này, trong phù ấn này cũng phát ra một lực lượng cường đại. Lão già bị chấn động đến mười mấy trượng, Dương Diệp lại bay gần vạn trượng. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng và ngẩng đầu nhìn về phía lão già kia, đây là thánh nhân sao? Ban đầu, hắn cảm thấy chênh lệch giữa mình cùng thánh nhân không lớn như vậy, nhưng sự thật tàn khốc nói cho hắn biết chênh lệch này rất lớn, lớn vô cùng. Thật ra hắn không biết. Nếu như chuyện hôm nay truyền ra ngoài, danh tiếng của Dương Diệp hắn nhất định có thể chấn động cả đại thiên vũ trụ. Một huyền giả đạo cảnh có thể chống đỡ nhiều chiêu như vậy ở trước mặt thánh nhân, không nói trước đây không có, nhưng trong mấy vạn năm, người có thể làm được như vậy tuyệt đối không vượt quá một tay. Dương Diệp, người thật sự là một nhân tài. Lúc này, lão già kia đột nhiên nói. Ta không phải là một người thích nói nhảm, nhưng người quả thật làm cho ta chấn động. Khi lão phu ở tuổi ngươi thì thật sự không bằng ngươi. Đáng tiếc, bây giờ ngươi quá trẻ tuổi, còn chưa có tư cách chống lại chúng ta. Dứt lời, tay phải của hắn chậm rãi giơ lên và muốn ra tay, mà vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong phút chốc, hắn lại nhìn về phía vị trí của Dương Diệp.
Lúc này bên cạnh của Dương Diệp xuất hiện một nam tử trung niên. Trọng Giả. Người tới chính là Trọng Giả. Là ngươi. Dương Diệp nói. Rất bất ngờ sao? Trọng Giả cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có chút. Trọng Giả khẽ lắc đầu. Là ta đưa ngươi đến Binh Gia, sau đó lại là ta bảo ngươi đi Vũ Đế Học Viện, ta cảm thấy ta phải làm chút gì đó, nếu không lương tâm sẽ không yên. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía lão già. Thánh nhân liên minh. Lão già kia khẽ nói. Trọng Giả, nếu như ta không đoán sai, lão tổ Binh Gia của ngươi chắc hẳn đã nói ngươi đừng nhúng tay chuyện này, đúng không? Trọng Giả khẽ gật đầu. Đúng là nói qua, nhưng không có cách nào, có một số việc cuối cùng ta vẫn muốn làm. Hai mắt lão già này híp lại. Ngươi muốn đối địch cùng thánh nhân liên minh ta sao? Trọng Giả mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lần này ta ra tay, sợ rằng sau này sẽ bị giam lại một khoảng thời gian. Dù sao, bây giờ ta vẫn là người của Binh Gia, ta phải tuân theo vài quy định. Dương Diệp im lặng. Trọng Giả khẽ thở dài. Ta chỉ có thể giúp ngươi lần này, con đường sau này, ngươi phải tự bảo trọng. Dứt lời, tay phải của hắn đột nhiên nắm vai của Dương Diệp sau đó ném về phía xa, Dương Diệp trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của lão già và hắn. Trọng Giả xoay người nhìn về phía lão già kia. Mọi người đều nói thánh nhân bên trong thánh nhân liên minh rất lợi hại, nào, để cho ta lĩnh giáo một chút. Lão già liếc nhìn phía xa, sau đó nói. Ngươi cảm thấy hắn có thể sống được sao? Trọng Giả chậm rãi đi về phía lão già. Hắn có thể sống sót hay không thì ta không biết, cho dù hắn sẽ chết ngay lập tức, nhưng ta vẫn muốn ra tay. Có sống hay không là chuyện của hắn, ra tay hay không là chuyện của ta. Dứt lời, Trọng Giả lập tức biến mất. Theo Trọng Giả biến mất, bầu trời sao ở đó đột nhiên chấn động. Không chỉ vậy, những tinh cầu ở rất xa cũng bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Mà lúc này, lão già kia cũng biến mất. Rắc rắc. Lúc này, không gian ở đó đột nhiên bắt đầu rạn nứt, chậm rãi, không gian trong vòng mấy chục dặm bắt đầu sụp đổ. Thế giới hình như đang chôn vùi. Giao đấu giữa các thánh nhân tuyệt đối khủng khiếp. Không biết qua bao lâu, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên ở trong một mảnh tinh không này, thoáng cái, những không gian chôn vùi đột nhiên khôi phục lại bình thường. Mà lúc này, lão già kia cùng Trọng Giả đã trở về. Vẻ mặt lão già kia có chút khó coi, về phần Trọng Giả, nhìn từ bề ngoài, hắn rõ ràng tốt hơn lão già kia nhiều. Trở về đi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Phía xa, Trọng Giả suy nghĩ một lát, sau đó nói. Binh gia ta thậm chí không dám bảo vệ lột người sao. Âm thanh này nói. Không phải là không dám mà là không thể bảo vệ, nói cho cùng, hắn là người của đạo gia. Chuyện này phải do đạo gia đứng ra bảo vệ hắn, chúng ta đứng ra thì tính là gì? Hơn nữa, những gì Binh gia ta làm cho hắn đã đủ rồi. Trọng Giả im lặng. Lúc này, giọng nói kia lại nói. Trở về đi. Dứt lời, cơ thể Trọng Giả dần dần mờ ảo. Rất nhanh, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi đó. Ở đó chỉ còn có lão già kia. Lão già kia ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời. Lão tổ Binh gia. Lúc này, âm thanh này vang lên lần nữa. Trở lại nói cho người sau lưng ngươi biết, Binh gia ta không dính vào chuyện này. Lão già thu hồi ánh mắt, sau đó lập tức biến mất. Cho dù trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, nhưng hắn cũng không ngu ngốc đến mức nói ra lời đe dọa. Bởi vì, người ta muốn giết chết hắn rất đơn giản, không có bất kỳ người nào sẽ đi báo thù cho hắn, về phần thánh nhân liên minh cũng vậy. Bởi vậy, hắn dứt khoát lựa chọn rời đi. Trong tinh không, Dương Diệp ngừng lại và nhìn trên người đầy vết thương, sắc mặt trầm xuống. Yếu. Lần này giao đấu cùng thánh nhân, hắn mới phát hiện mình trước mặt ở những thánh nhân này yếu tới mức nào. Tuy không đến mức không còn sức lực đánh trả, nhưng cơ bản cũng không khác lắm. Thánh nhân còn mạnh hơn hắn tưởng. Thực lực. Phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp và chữa thương, lúc trước đánh một trận. Hắn mặc dù không chết nhưng cả người từ trên xuống dưới đều bị thương. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là ưu tiên chữa thương, sau đó đi tìm hai linh còn lại. Bây giờ hắn là kiến đạo cảnh, mà người tiền sử này có thể giúp đỡ hắn đạt được thiện cảnh. Đây là một cơ hội, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Qua một canh giờ, được hồng mông tử khí chữa trị nên thương thế của hắn đã khỏi hẳn.
Dương Diệp đứng dậy và biến mất khỏi đó. Lần này, hắn sử dụng kiếm vực hoàn toàn che giấu khí thức của mình. Không chỉ vậy, hắn cũng không ngự kiếm lao nhanh, mà nhảy lên trời cao bay qua. Bây giờ hắn nhất định phải khiêm tốn một chút. Dương Diệp xuyên qua không biết bao nhiêu tinh cầu, cuối cùng vào trưa ngày thứ ba, hắn đã đến nơi. Ở trước mặt Dương Diệp là một tinh cầu màu đỏ rực, viên tinh cầu này giống như một mặt trời nhỏ đỏ, ở phía ngoài tinh cầu có lửa đang thiêu đốt hừng hực. Đây quả thực là một mặt trời thu nhỏ. Sau đó vấn đề tới. Bởi vì năng lượng ẩn chứa trong viên tinh cầu này thật sự quá lớn, cho dù là hắn cũng không dám tùy ý xuống đó. Đột nhiên, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, trong cơ thể hắn có một thần hỏa. Từ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên có một ngọn lửa tuôn ra, ngọn lửa này lập tức bao phủ lấy Dương Diệp, giờ phút này, hắn hoàn toàn trở thành một người lửa. Thân hình của Dương Diệp rung lên và hóa thành một ngọn lửa bước vào viên tinh cầu kia. Nóng! Cho dù có lục đinh thần hỏa bao vây, Dương Diệp vẫn cảm thấy thật oi bức, nếu như không có lục đinh thần hỏa, lấy cơ thể của hắn sợ rằng khó có thể chịu được nhiệt độ nơi này. Dương Diệp gọi Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch mới ra liền rụt trở về. Rõ ràng, nàng không thích nhiệt độ của nơi này. Dương Diệp cười gượng, sau đó vội vàng vừa dỗ vừa lừa Tiểu Bạch ra. Hắn khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói. Xem linh chỗ này ở đâu? Thế giới này tuy không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, nếu như Tiểu Bạch không giúp một tay, hắn sợ rằng tìm mấy năm cũng không tìm được. Đặc biệt là thế giới này còn có trận pháp thần bí che giấu khí tức của linh này. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nàng quay đầu nhìn lướt qua, rất nhanh, cái mũi nhỏ của nàng khẽ ngửi rồi ánh mắt nàng sáng lên, chỉ vào phía dưới. Dương Diệp vội vàng ôm nàng lao xuống dưới, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy nham thạch nóng chảy. Phải nói là, trên mặt tinh cầu này đều là nham thạch nóng chảy cùng lửa, không có nước, không có thực vật, chỉ có lửa cùng nham thạch nóng chảy. Với nhiệt độ của nơi này, cho dù là một cường giả đại thiện cảnh cũng chịu không nổi. Lúc này, Tiểu Bạch giơ hai móng nhỏ chỉ phía trước người, sau đó lỗi nhẹ, nham thạch nóng chảy phía dưới lại bị nàng tách ra như thế, ở trong ánh mắt mong chờ của Dương Diệp, một đóa hoa sen màu đỏ rực đã xuất hiện. Đây là linh nơi này sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu, ở trong mắt nàng đầy vẻ hưng phấn. Dương Diệp ngây người, sau đó nói, vậy đây là cái gì? Tiểu Bạch vung vẩy móng nhỏ. Đây là bảo bối. Bảo bối. Ánh mắt Dương Diệp cẩn thận quan sát đóa hoa sen lửa này, sau đó ôm Tiểu Bạch bay đến trước nó. Đóa hoa sen này khác với hoa sen thường ở chỗ nó là do năng lượng hệ hỏa đặc biệt tinh thuần nào đó tập trung thành, hơn nữa còn trong thời gian không ngắn. Dương Diệp lại muốn thò tay hái, mà vào lúc này, ở đó đột nhiên xuất hiện biến hóa khác thường. Chỉ thấy nham thạch nóng chảy phía trước Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đột nhiên tách ra, ngay sau đó có một người lửa khổng lồ cao tới mười mấy trượng lao ra khỏi nham thạch nóng chảy. Tiểu Bạch bị dọa cho giật mình, vội vàng trốn ở trên vai của Dương Diệp. Vẻ mặt Dương Diệp cũng đầy đề phòng. Lúc này, người lửa khổng lồ này đột nhiên đánh một quyền về phía Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Dương Diệp lùi lại và giơ kiếm chém về phía trước mặt. Suy! Một đường kiếm khí phá không rời đi, đường kiếm khí này lập tức chém lên trên thân của người lửa khổng lồ này. Trên thân của người lửa khổng lồ xuất hiện một vết kiếm rất sâu, nhưng trong phút chốc, những nham thạch nóng chảy xung quanh đột nhiên trào về phía người lửa khổng lồ kia. Nham thạch nóng chảy bám trên thân khiến vết kiếm trên thân của người lửa khổng lồ lập tức biến mất. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này, người lửa khổng lồ kia đột nhiên mở miệng phun về phía Dương Diệp, một cột lửa từ trong miệng hắn bắn nhanh ra. Tay phải của Dương Diệp nắm thật chặt trường kiếm trong tay, sau đó tung người nhảy lên, tiếp theo, hai tay hắn cầm kiếm chợt bổ xuống. Suy! Một kiếm này hạ xuống, cột lửa kia lập tức bị chém thành hai đoạn, nhưng vào lúc này, một nắm đấm lửa đã đi tới trước mặt của hắn. Hai tay Dương Diệp cầm kiếm chợt đâm chếch lên. Nắm đấm của người lửa khổng lồ kia ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đẩy Dương Diệp bay ra ngoài, tuy nhiên, cánh tay lửa của người khổng lồ cũng bị chém đứt một nửa, nhưng trong phút chốc, những nham thạch nóng chảy xung quanh đột nhiên bay đến trên người nó, cánh tay kia liền khôi phục lại. Phía xa, Dương Diệp nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì sắc mặt trầm xuống, người lửa khổng lồ này ở trong nham thạch nóng chảy chính là vô địch. Trừ khi hắn có thể một kiếm giết chết đối phương trong nháy mắt, nếu không, đối phương lại có thể khôi phục vô cùng vô tận.
năng lực khôi phục này còn biến thái hơn cả hắn. Đúng lúc này, người lửa khổng lồ này đột nhiên tung người nhảy lên, vọt về phía Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt và muốn ra tay, mà lúc này, Tiểu Bạch ở trên vai hắn đột nhiên giơ móng nhỏ, sau đó miệng nhỏ hút nhẹ. Nham thạch nóng bỏng trên thân của người lửa khổng lồ phía xa lập tức ảm đạm, người lửa khổng lồ này vội vàng lùi về phía sau trăm trượng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, nàng tuét miệng cười, sau đó nhìn về phía người lửa khổng lồ này và há mồm ra, người lửa khổng lồ kia liền lùi về phía sau hơn trăm trượng nữa. Dương Diệp có thể cảm giác được ra, người lửa khổng lồ này rất sợ Tiểu Bạch. Tuy nhiên cũng đúng, Tiểu Bạch là linh chủ thiên địa, chính là khắc tinh của linh vật này, tuy nhiên hắn vẫn chưa xác định được người khổng lồ trước mắt này có phải là linh hay không. Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói. Giúp ta hỏi nó xem nó có phải là linh của thế giới này không. Nhưng Tiểu Bạch không hỏi đã trực tiếp lắc đầu. Không phải sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng hít mũi ngửi, qua một hồi lâu, nàng há miệng ra. Trong phút chốc, những nham thạch nóng chảy xung quanh điên cuồng chấn động. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên phát hiện, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao. Tuy Tiểu Bạch không thích nhiệt độ của nơi này, nhưng nàng cũng không sợ. Sợ cùng không thích là hai khái niệm khác nhau. Bởi vậy, nhiệt độ xung quanh cũng không thể đủ ảnh hưởng đến nàng. Rất nhanh, nhiệt độ càng lúc càng cao, cho dù có lục đinh thần hỏa bao quanh, hắn cũng bắt đầu khó chịu. Lúc này nhiệt độ của tinh cầu đã đủ để đốt cháy một vị cường giả đại thiện cảnh trong giây lát. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Nó không ra sao? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, tiếp theo nàng lại há miệng ra, rất nhanh, ngọn lửa xung quanh đột nhiên mở đi. Những ngọn lửa cùng nham thạch nóng chảy này đều do năng lượng lửa tạo thành, chính là thuốc bổ đối với Tiểu Bạch, chỉ có điều ở trong Hồng Mông Tháp lâu như vậy, ngoại trừ Hồng Mông tử khí ra, những năng lượng khác rất khó lọt vào mắt của nàng. Đúng lúc này, Tiểu Bạch ngừng lại. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, nàng chớp chớp mắt, trong phút chốc, nàng trực tiếp chạy vào bên trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp. Giờ phút này, Dương Diệp biết nhất định đã có chuyện không tốt phát sinh. Quả nhiên, Dương Diệp cảm giác nhiệt độ không gian xung quanh mình đột nhiên cao lên. Hắn xoay người, sau lưng hắn có một ngọn lửa màu trắng đang lơ lửng. Trong phút chốc, ngọn lửa này đột nhiên nổ tung ra, ở đó trực tiếp bị một ngọn lửa màu trắng nhấn chìm. Mà điều Dương Diệp cũng bị bao phủ trong đó. Mà vào lúc này, một ngọn lửa màu đỏ tươi đột nhiên từ trong sóng lửa này lao ra, ở trong ngọn lửa này là Dương Diệp. Lúc này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, mặc dù có lục đinh thần hỏa bao vây, nhưng ngọn lửa màu trắng này vẫn khiến hắn thấy nguy hiểm, mà ngay vừa rồi, nếu như hắn ở trong đó thêm một lát, cho dù có lục đinh thần hỏa bao vây, hắn cũng nhất định sẽ hóa thành tro tàn. Không phải nói lục đinh thần hỏa không bằng hỏa linh này, mà là Dương Diệp hắn không bằng hỏa linh này. Hỏa linh này không giống vụ linh cùng thủy linh trước đó, hỏa linh này có uy lực quá lớn, cộng thêm tinh cầu này đều là nham thạch nóng chảy. Đối phương ở đây, sợ rằng thánh nhân cũng không làm gì được đối phương. Lúc này, một ngọn lửa màu trắng nhỏ màu trắng lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nó đột nhiên biến thành mặt của một tiểu nữ hài. Loài người. Lúc này, ngọn lửa kia đột nhiên mở miệng, nàng đi đâu? Nàng. Dương Diệp ngây người, rất nhanh, hắn biết đối phương đang nói người nào. Tiểu Bạch. Rõ ràng, đối phương xuất hiện là vì Tiểu Bạch. Dương Diệp do dự một lúc. Sau đó gọi Tiểu Bạch. Sau khi Tiểu Bạch ra ngoài liền nhìn ngọn lửa này. Ngọn lửa này nhìn Tiểu Bạch rất lâu, sau đó nói. Vì sao phải theo một loài người? Tiểu Bạch bay đến trên vai của Dương Diệp, sau đó vỗ nhẹ vài cái vào đầu của Dương Diệp, thấy hắn nhìn nàng, nàng lập tức tuét miệng cười. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía ngọn lửa kia. Ngươi biết người tiền sử không? Vèo. Lúc này, ngọn lửa này đột nhiên lướt đến trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi từng gặp bọn họ. Bọn họ. Dương Diệp nói. Xem ra, ngươi cũng biết, bây giờ bọn họ đã hiện thân, nhưng muốn bốn linh của các ngươi giúp đỡ, nếu như ngươi bằng lòng thì đi với ta một chuyến, nếu như không muốn, ta cũng không bắt buộc. Cho dù hắn đã hứa sẽ tìm những linh này đến cho người tiền sử, nhưng cũng phải làm theo khả năng. Hỏa linh trước mắt này không bằng lòng đi cùng hắn,
hắn căn bản không có cách nào. Hơn nữa, cho dù có cách, nhưng đối phương không muốn thì hắn cũng sẽ không cưỡng ép. Bởi vì Tiểu Bạch, hắn đều có thiện cảm với những linh vật thiên địa. Hỏa linh kia im lặng. Qua rất lâu, hỏa linh kia nói. Ta đi với ngươi. Vì sao? Dương Diệp không nhịn được hỏi một câu. Ở đây, dĩ nhiên là hỏi vì sao đối phương phải giúp đám người tiền sử này. Hỏa linh kia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Năm đó gặp kiếp nạn lớn, phần lớn bọn họ đều chết hết. Nhưng trước khi bọn họ chết đã lợi dụng một ít phương pháp giấu chúng ta đi, cộng thêm bản thân chúng ta đặc biệt, cho nên chúng ta có thể sống sót trong kiếp nạn lớn đó. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cộng thêm ngươi, bây giờ đã có ba linh, còn thiếu một linh nữa, nếu như ngươi bằng lòng thì có thể đi cùng ta, nếu không muốn, ta có thể đi trước, đến lúc đó sẽ quay về tìm ngươi. Ta đi cùng với ngươi. Lúc này, hỏa linh kia đột nhiên nói. Trận pháp ở đây đã từ từ biến mất, chờ trận pháp kia hoàn toàn biến mất, nơi đây lại lộ ra trước mắt người đời, ta không muốn trở thành con mồi của người khác. Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói. Vậy cũng được, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào đóa sen lửa cách đó không xa. Ngươi thích à? Lúc này, hỏa linh kia đột nhiên nói. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Hỏa linh kia liếc nhìn Tiểu Bạch, trong phút chốc. Một đóa sen lửa đột nhiên trôi đến trước mặt Tiểu Bạch. Bông sen lửa này cũng không phải là bông Tiểu Bạch đã chỉ, mà giống như được làm bằng thủy tinh, nhưng nó cũng không phải là thủy tinh, mà được tạo thành bởi năng lượng hệ hỏa tinh thuần đến mức khiến cho người ta giận sôi gan. Nhìn thấy bông sen lửa này, mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, nàng giơ tay ôm lấy bông sen lửa kia, sau đó nhìn hỏa linh kia tuét miệng cười. Đây là... Dương Diệp không nhịn được hỏi một câu. Hỏa linh kia khẽ nói. Sen lửa vạn năm, nếu bây giờ ngươi ăn vào có thể sẽ trực tiếp lên một cấp. Nghe vậy, Dương Diệp sửng sốt, trong phút chốc, cổ họng Dương Diệp lăn lộn, sau đó nói. Vậy ngươi còn nữa không? Nói thật, hắn rất động lòng. Hỏa linh kia khẽ nói. Không, ta đã ăn sạch rồi, đây là bông cuối cùng. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên đưa bông sen lửa trong tay tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói, hỏa linh kia đột nhiên nói. Năng lượng của sen lửa này rất tinh thuần, nếu như nàng ăn vào sẽ có trợ giúp rất lớn cho nàng. Dương Diệp cười khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Ngươi ăn đi. Tiểu Bạch lại lắc đầu. Dương Diệp cùi người nói vài câu bên tai của Tiểu Bạch, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, sau đó tuét miệng cười và ôm bông sen lửa bay đến bên trong hồng mông tháp của Dương Diệp. Loài người. Lúc này. Hỏa linh kia đột nhiên nói. Ngươi cũng biết, nếu như ngươi nuốt nàng vào, ngươi có thể tăng vạn năm tu vi, thậm chí còn hơn thế. Nuốt Tiểu Bạch. Dương Diệp liếc nhìn hỏa linh kia, đừng nói tăng vạn năm tu vi, cho dù bảo ta thành thần, ta cũng không định nuốt nàng. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ở cuối chân trời. L. Trong biển lửa, hỏa linh kia liếc nhìn Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Một nơi cuối cùng, vùng đất vô tận. Khi thấy tên này, Dương Diệp sửng sốt. CV ủng đất vô tận, nơi quỷ quái gì vậy? Dựa theo địa đồ tinh không người tiền sử này cho hắn, một ngày sau, Dương Diệp tới vùng đất vô tận này. Cái gọi là vùng đất vô tận chính là một hố đen. Lúc này, hắn cách hố đen khoảng 10 vạn dặm, hắn không dám tiến lên trước. Bởi vì hố đen kia phát ra lực hút quá mạnh làm cho hắn cũng không chịu nổi. Đây là linh gì vậy? Dương Diệp nhíu mày, hắn cũng không dám qua hố đen kia, đừng nói hắn, sợ rằng một thánh nhân cũng không dám tùy ý đi qua. Hắn đã từng gặp qua hố đen, nhưng những hố đen đó so với cái trước mắt này quả thực chỉ là trò trẻ con. Làm thế nào đây? Giờ phút này, Dương Diệp gặp khó khăn. Ám linh. Lúc này, hỏa linh bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Đây chắc là vương trong ám linh. Trước đây trong tất cả linh chúng ta, hắn tu luyện điên cuồng nhất. Những năm gần đây, hắn cắn nuốt nhiều hố đen nên bây giờ sợ rằng đã rất mạnh rồi. Dương Diệp nheo mắt, xem ra muốn tìm được linh cuối cùng này cũng không đơn giản. Đương nhiên, bây giờ hắn đối mặt với vấn đề là làm thế nào dụ đối phương ra, sau đó từ từ nói chuyện. Cái này dĩ nhiên là cần nói chuyện hay mạnh mẽ xông tới. Đều không đáng tin. Dương Diệp nhìn về phía hỏa linh bên cạnh. Nếu người quen, có thể gọi hắn đi ra nói chuyện không? Hỏa linh lắc đầu. Vì sao?
Dương Diệp không hiểu. Hỏa Linh liếc nhìn Dương Diệp. Ta đã từng có mâu thuẫn với hắn. Dương Diệp kinh ngạc nói. Giữa linh vật các ngươi cũng có mâu thuẫn à? Hỏa Linh kia liếc nhìn Dương Diệp, ánh mắt kia giống như đang nhìn một người ngu ngốc. Dương Diệp cảm thấy ánh mắt này thật tổn thương người khác, hắn lắc đầu, sau đó gọi Tiểu Bạch ra. Vào thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở Tiểu Bạch. Dương Diệp chỉ vào hố đen phía xa kia. Có thể bảo Linh bên trong đi ra, chúng ta nói chuyện với hắn không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó quay đầu liếc nhìn hố đen kia, một lát sau, móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng nâng lên rồi nắm chặt, trong phút chốc, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, hố đen kia đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào? Lúc này, Hỏa Linh kia đột nhiên nói. Nàng có thể điều khiển năng lượng của tất cả linh vật phát ra. Trong thiên địa, ngoại trừ tiểu tử kia ra, bất kỳ linh nào cũng bị nàng kiềm chế. Tuy nhiên, nàng vĩnh viễn sẽ không tổn thương chúng ta, phải nói là chỉ giúp đỡ chúng ta. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Năm đó nếu không phải linh chủ của thế hệ này hy sinh chính mình, cho dù có tộc này bảo vệ, chúng ta cũng không sống nổi. Hy sinh chính mình. Dương Diệp nhíu mày, hắn cũng không muốn Tiểu Bạch hy sinh chính mình, cho dù hắn có chết, hắn cũng không để cho Tiểu Bạch phải hy sinh. Đúng lúc này, hố đen phía xa kia đột nhiên chấn động, trong nháy mắt, một lực hút khủng khiếp cuốn về phía Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, muốn mang theo Tiểu Bạch lui lại, mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lắc đầu, sau đó nàng mở miệng nhỏ ra và hút nhẹ một cái. Xuy, một tiếng gió vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, lực hút này trực tiếp bị Tiểu Bạch hút vào trong miệng. Dương Diệp. Hỏa Linh kia cũng không nhịn được liếc nhìn Tiểu Bạch. Thật ra, trong lòng Dương Diệp lúc này cũng đặc biệt chấn động, cho tới nay, hắn chưa từng để cho Tiểu Bạch đi ra đánh nhau, phải nói rằng hắn trực tiếp bỏ quên năng lực của Tiểu Bạch. Mà bây giờ, hắn phát hiện ra Tiểu Bạch còn lợi hại hơn hắn tưởng. Giờ phút này, Dương Diệp mới cảm giác được Tiểu Bạch không phải là Tiểu Bạch, mà là linh chủ khiến tất cả linh vật trong thiên địa đều vừa kính vừa sợ. Đúng lúc này, hố đen phía xa kia đột nhiên yên tĩnh. Trong phút chốc, một bóng đen đột nhiên lóe lên, ngay sau đó, một thanh trường kiếm màu đen đột nhiên đâm về phía Tiểu Bạch bên cạnh Dương Diệp. Một kiếm này nhanh đến mức Dương Diệp cũng không kịp phản ứng. Tiểu Bạch ngây người, trong phút chốc, hai móng của nàng đột nhiên nắm chặt, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ, thoáng cái. Một khí tức khủng khiếp từ trong cơ thể của Tiểu Bạch cuồn cuộn trào ra, ngay sau đó, Tiểu Bạch mở miệng hút một cái. Giờ phút này, Dương Diệp phát hiện tất cả linh khí trong phạm vi gần 10 vạn dặm đều biến mất. Cùng lúc đó, phía sau Tiểu Bạch xuất hiện một đôi cánh chim thuần màu trắng. Không chỉ có vậy, Dương Diệp còn phát hiện, huyền khí trong cơ thể hắn đang biến mất với tốc độ rất nhanh. Dương Diệp! Cái quỷ gì vậy? Trong lòng Dương Diệp chấn động. Ở bên cạnh Dương Diệp, Hỏa Linh kia liếc nhìn Tiểu Bạch và im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Mà giờ phút này, đôi cánh nhỏ phía sau Tiểu Bạch vỗ mạnh, ngay sau đó trường kiếm màu đen đâm về phía Tiểu Bạch lại đột nhiên biến mất. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng hút hố đen kia. Trong nháy mắt, Dương Diệp có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng của hố đen kia đang giảm mạnh. Đúng lúc này, trong hố đen kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ, ngay sau đó, một con vật có hình dạng giống như thỏ, toàn thân tối tăm xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Vật nhỏ này lớn hơn Tiểu Bạch một chút, toàn thân tối tăm, chỉ có đôi mắt kia là tím đen, nếu như ở trong đêm tối, chắc hẳn cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của nó. Mà giờ phút này, vật nhỏ đang căm tức nhìn Dương Diệp, bộ dạng như muốn liều mạng với hắn. Dương Diệp chỉ vào Tiểu Bạch bên cạnh. Là nàng làm, người tìm nàng đi, Tiểu Bạch. Ám Linh nhìn về phía Tiểu Bạch, tuy trong mắt còn tức giận, nhưng rõ ràng dịu hơn trước nhiều. Nhìn Tiểu Bạch, hắn giơ nắm đấm nhỏ về phía Tiểu Bạch, rõ ràng là đang uy hiếp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch có thể nào nhịn được chứ? Tiểu Bạch cũng nắm móng nhỏ lại. Ngay sau đó, thân hình của nàng lóe lên và đi tới trước mặt Ám Linh, sau đó vỗ vào trên đầu Ám Linh này. Vút! Ám Linh trực tiếp bị đánh bay mơ cười trưởng. Phía xa, Ám Linh có chút sửng sốt, rõ ràng hắn không ngờ được Tiểu Bạch lại có thể trực tiếp ra tay với mình. Không phải nên giễu cợt trước mới đấu võ sao? Mà vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp,
móng nhỏ của Tiểu Bạch trực tiếp nắm lấy cổ họng của Ám Linh và định đập xuống mặt đất, nhưng khi nàng nhấc Ám Linh lên mới phát hiện nơi này là trong tinh không, chứ không phải trên mặt đất. Trong giây lát, nàng không biết nên làm gì, sau đó quay đầu lại cầu cứu Dương Diệp. Ám Linh tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một năng lượng ám rất khủng khiếp từ trong cơ thể hắn tràn ra, năng lượng ám này lập tức nhấn chìm hắn cùng Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch không chỉ không có việc gì, còn căn nuốt những năng lượng ám này. Giờ phút này, Ám Linh ngây người. Lúc này, móng trái của Tiểu Bạch giữ cổ họng của Ám Linh, chảo phải của nàng nắm chặt thành quyền, sau đó chợt đánh một quyền vào trên bụng của Ám Linh. Cứ như vậy, Ám Linh trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp không nhìn được liếc nhìn Hỏa Linh kia, bây giờ hắn mới biết vì sao trước đây Hỏa Linh này nhìn thấy Tiểu Bạch lại không ra tay. Tiểu Bạch có thể không lợi hại đối với người, nhưng nàng có uy hiếp quá lớn đối với những linh vật thiên địa. Cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Ám Linh, sau đó giơ móng nhỏ lên vỗ vào trên đầu Ám Linh. Bốp! Ám Linh lập tức bị vỗ bay ra ngoài. Tiểu Bạch vẫn chưa thu tay lại, nàng bay đến trước mặt Ám Linh, sau đó nắm lấy đuôi của Ám Linh, tiếp theo, nàng xoay tròn. Từng năng lượng ám khủng khiếp trên thân Ám Linh không ngừng tràn ra, những năng lượng ám khiến Dương Diệp cảm giác tim đập nhanh. Nhưng nó lại là thuốc bổ đối với Tiểu Bạch. Ám Linh phát ra năng lượng ám đều bị Tiểu Bạch nuốt sạch sẽ. Phía xa, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Hỏa Linh bên cạnh. Trước đó ngươi nói có một linh không sợ Tiểu Bạch, đó là linh gì? Hỏa Linh im lặng một lát, sau đó nói. Sau này ngươi sẽ biết, thừa nước đục thả câu. Dương Diệp đảo mắt, lúc này Hỏa Linh kia đột nhiên nói. Có thể bảo nàng ngừng. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, Tiểu Bạch còn đang đánh Ám Linh. Mà giờ phút này, Ám Linh gần như không còn sức đánh trả. Dương Diệp vẫy vẫy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, được rồi. Nghe được giọng nói của Dương Diệp, Tiểu Bạch lập tức ngừng lại, sau đó nàng thu móng nhỏ và bay đến bên cạnh hắn. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa đôi cánh sau lưng nàng, nhưng tay hắn vừa sờ đến trên cánh thì nó lại biến mất. Cái này! Trên gương mặt Dương Diệp đầy vẻ khó hiểu. Linh Dực! Hỏa Linh đột nhiên nói. Linh chủ thiên địa có một năng lực, nàng có thể tập trung linh khí trời đất để sử dụng, gia tăng thực lực của mình trên diện rộng, nhưng làm vậy cần tiêu hao cực lớn, một lần tụ linh vừa rồi, nàng đã tiêu hao sạch. Cho nên cánh của nàng sẽ biến mất. Dương Diệp khẽ cười, sau đó khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Không ngờ Tiểu Bạch nhà ta lợi hại như vậy. Nghe được khích lệ của Dương Diệp, Tiểu Bạch lập tức cười rạng rỡ, đầu nhỏ khẽ cọ cọ đầu vào Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Ám Linh, Tiểu Bạch cũng nhìn theo. Ám Linh run rẩy, vội vàng lùi về phía sau trăm trượng, ở trong mắt nó đầy vẻ kiêng kỵ. Dương Diệp lắc đầu cười, sau đó nói. Lần này chúng ta tới tìm ngươi, không phải tới tổn thương ngươi, mà muốn ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hỏa Linh kia. Ngươi giải thích với hắn được không? Hỏa Linh khẽ gật đầu, sau đó trao đổi cùng Ám Linh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ám Linh lén nhìn trộm về phía Tiểu Bạch, sau đó lắc đầu, Dương Diệp nhìn về phía Hỏa Linh, Hỏa Linh nói. Hắn sợ bị nàng đánh. Dương Diệp. Dương Diệp có chút sợ khóc sợ cười, hắn cười nói. Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn không chủ động bắt nạt Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không bắt nạt nó. Hỏa Linh khẽ gật đầu và tiếp tục trao đổi với Ám Linh. Nhưng Ám Linh CVN không ngừng lắc đầu. Dương Diệp đang muốn nói gì, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Ám Linh, sau đó nàng nắm tay của Ám Linh, một móng nhỏ khác lại không ngừng vung vẩy một lát sau, đầu Ám Linh gật giống như gà con mổ thóc. Dương Diệp cười gượng, xem ra vẫn là nắm đấm dùng tốt hơn. Cứ như vậy, sau khi có Ám Linh gia nhập, Dương Diệp lập tức dẫn theo Hỏa Linh, Ám Linh còn có Tiểu Bạch chạy tới di tích tiền sử. Nói tóm lại, trước đó vẫn tính là thuận lợi. Đương nhiên đây là công lao của Tiểu Bạch, nếu như không phải nhờ có Tiểu Bạch, những linh này chắc hẳn sẽ chẳng thèm để ý tới hắn. Đặc biệt là Hỏa Linh cùng Ám Linh, nếu quả thật đánh nhau ở trên địa bàn của bọn họ, hắn tuyệt đối đánh không nổi. Trong tinh không, Dương Diệp lao vút lên trời cao và rời đi, ở hai bên hắn là Ám Linh cùng Hỏa Linh. Hắn tuyệt đối không để cho hai linh này bước vào Hồng Mông Tháp, thật ra không phải hắn không tin bọn họ, mà hắn cảm thấy có hai linh này ở bên cạnh sẽ an toàn hơn. Đặc biệt là Ám Linh, nhận biết của đối phương quả thực đáng sợ, ở trong tinh không này, ít nhất có trong mấy chục vạn dặm,
chỉ cần nơi nào có bóng tối thì hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Điều này còn lợi hại hơn cả pháp tắc ám của Dương Diệp. Con đường trở về không quá thuận buồm xuôi gió, Dương Diệp ngừng lại ở trong một chỗ tinh không, bởi vì ở cách hắn không xa có một lão già đang đứng giống như đợi hắn. Không phải hình như, mà chắc chắn đang đợi hắn. Lão già này không phải ai khác, chính là thánh nhân trước đây này thiếu chút nữa giết hắn. Lão già liếc nhìn hỏa linh cùng ám linh bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói. Linh vật thiên địa Dương Diệp, người thật sự làm cho người ta bất ngờ, tự nhiên lại có thể thu thập được linh vật này, lợi hại, thật sự lợi hại. Dương Diệp đột nhiên nắm hỏa linh cùng ám linh, sau đó trực tiếp đưa bọn họ vào bên trong Hồng Mông Tháp. Lão già chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Vì tìm tung tích của ngươi, thánh nhân liên minh ta đã không tiếc hợp tác thiên cơ viện một lần. Bây giờ không có binh gia giúp đỡ, ngươi còn có thể sống được sao? Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói. Dĩ nhiên là không thể sống. Trước khi chết, ta có một tâm nguyện, ta còn có một chiêu rất lợi hại, ta muốn dùng nó trước khi chết, sau đó xem thử giữa ta với thánh nhân chênh lệch lớn tới mức nào, có thể chứ? Sát chiêu lợi hại à? Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Đương nhiên có thể, tới đi, để cho ta xem thử sát chiêu của ngươi là gì. Lúc này, hắn dĩ nhiên không sợ Dương Diệp chạy thoát. Trừ khi có người ngoài giúp đỡ, nếu không, Dương Diệp tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó bước về phía trước một bước, trong nháy mắt, một lực lượng thần bí xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực. Nhìn thấy Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, lão già này khẽ cười nhưng không châm chọc, tuy thực lực của Dương Diệp không bằng hắn, nhưng bình tĩnh mà xem xét thì ở tuổi này có thể có được thực lực cường đại như vậy, trong lòng hắn vẫn rất kính nể. Hai tay Dương Diệp khẽ vẫy, trong phút chốc, ở đó xuất hiện thêm gần 100 thanh khí kiếm, không gian ở đó lập tức rung lên. Phía xa, mắt lão già kia cũng nheo lại, tay phải hắn đã chậm rãi nắm chặt lại. Tuy hắn có tự tin, nhưng hắn sẽ không khinh địch. Đúng lúc này, một huyền khí từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, trong phút chốc, xung quanh trực tiếp xuất hiện gần vạn đường kiếm quang, những kiếm quang lập tức bao trùm không gian bên trong kiếm vực. Mà lúc này, lão già đột nhiên giơ tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, trong phút chốc, những không gian bên trong kiếm vực trực tiếp vặn vẹo, mãi đến khi tất cả những không gian này bị nghiền nát. Ba hơi thở sau, tất cả kiếm quang ở đó đã biến mất. Nhưng vẻ mặt lão già kia lại rất khó coi, bởi vì Dương Diệp đã biến mất từ lúc nào. Không thấy nữa. Thần thức của hắn có thể bao trùm ít nhất trong phạm vi trăm vạn dặm, nhưng không hề có khí thức của Dương Diệp. Dương Diệp lại giống như đột nhiên biến mất. Đáng chết. Vẻ mặt lão già cực kỳ thâm trầm. Chón. Trước đây khi gặp phải lão già kia, Dương Diệp đã quyết định chạy trốn. Hắn căn bản đánh không nổi, kết quả tốt nhất là hắn chết. Lão già kia bị thương. Cho nên hắn quyết đoán lựa chọn trốn. Nhưng hắn biết rõ, nếu như trốn bình thường thì nhất định sẽ trốn không thoát. Bởi vậy mới có chuyện vừa rồi. Khi đối phương không chú ý, hắn sử dụng nguyên thạch do người tiền sử cho hắn. Trốn được một kiếp. Nhưng Dương Diệp biết rất rõ ràng, lần tiếp theo hắn sẽ không may mắn như vậy. Di tích tiền sử, trong đại điện. Người tới rồi. Dương Diệp vừa xuất hiện ở trong đại điện. Bên trong quan tài này liền vang lên một giọng nói, Dương Diệp nhìn về phía quan tài này, sau đó nói. Ta đã tìm được bốn linh, tuy nhiên ta muốn biết ngươi tìm bọn họ làm gì. Ngươi sợ ta hại bọn họ. Âm thanh này đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nếu như ta muốn cắn nuốt bọn họ, ngươi sẽ làm thế nào? Âm thanh này nói. Dương Diệp cười nói. Ở đây, ta nhất định không thể làm được gì, nhưng ta có thể bảo đảm. Ngươi không nhận được bọn họ. Cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không có cách nào nhận được bọn họ. Hắn chết, Hồng Mông Tháp sẽ không chết. Những linh ở bên trong Hồng Mông Tháp đã có Hồng Mông Tháp che chở, rất an toàn. Âm thanh này im lặng rất lâu, sau đó nói. Ngươi làm cho ta có chút bất ngờ. Sao? Dương Diệp không hiểu. Âm thanh này nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm tổn thương bọn họ. Ở tộc ta, linh là tín ngưỡng. Đây cũng là lý do vì sao trước đây chúng ta bất chấp tất cả mọi giá bảo vệ bọn họ. Cũng là nguyên nhân tại sao trước đây ta lại gặp ngươi. Một câu cuối cùng dĩ nhiên là chỉ tiểu bạch trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp nghe thấy đối phương nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm,
Trước khi tới đây hắn đã sợ đối phương tìm những linh với ý đồ bất lương, nếu quả thật là vậy, hắn tuyệt đối sẽ không giao những linh này cho đối phương. Tuy Dương Diệp hắn làm việc không từ thủ đoạn, nhưng hắn vẫn có nguyên tắc của mình, chuyện đụng vào nguyên tắc, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Dương Diệp gọi bốn linh ra. Thủy linh, phụ linh, hỏa linh, ám linh. Đương nhiên còn có tiểu bạch. Sau khi bốn linh ra ngoài, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, ám linh thỉnh thoảng nhìn tiểu bạch, trong mắt vẫn có chút sợ hãi. Trước đây hắn bị tiểu bạch đánh cho sợ rồi. Quả nhiên là các ngươi. Lúc này, trong quan tài này truyền đến một giọng nói. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn làm phiền các ngươi, nhưng bây giờ, nếu như không được các ngươi giúp đỡ thì ta không có cách nào tiếp tục sống sót nữa. Hơn nữa, trận pháp để lại trước đây cũng đã dần dần mất tác dụng, các ngươi tiếp tục ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Chỉ còn lại ngươi thôi sao? Lúc này, Hỏa Linh đột nhiên nói. Âm thanh này nói. Còn có vài người ngủ say, tuy nhiên cũng không nhiều. Hỏa Linh khẽ gật đầu. Ngươi cần chúng ta làm gì? Âm thanh này nói. Ta cần lợi dụng lực ngũ hành sửa lại sức sống. Nói đến đây, giọng nói kia dừng lại một lát mới nói. Ngươi đưa giọt máu nữ tử kia cho ta. Câu này dĩ nhiên là nói với Dương Diệp. Dương Diệp dùng mình, vội vàng lấy giọt máu bản mạng của nhị tỷ ra. Giọt máu này chậm rãi bay tới trên quan tài này, lúc này, âm thanh kia đột nhiên nói. Bốn linh, ta cần phải lực lượng của các ngươi. Bốn linh liếc mắt nhìn nhau và không từ chối, tất cả đều phóng năng lượng của mình tập trung về phía giọt máu này. Cùng lúc đó, ở trong quan tài này có một năng lượng màu vàng đột nhiên tràn ra, sau đó tập trung đến trong giọt máu này. Giọt máu này bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, ngay sau đó, một bóng người mờ ảo xuất hiện ở trên không trung của quan tài này. Người này chính là huyết nữ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Kích động, hưng phấn. Từ vị diện dưới lên tới đây, hắn chưa bao giờ quên chuyện của nhị tỷ. Nhưng chuyện của huyết nữ tương đương với cải tử hoàn sinh, người bình thường căn bản không có năng lực này. Cho dù là thánh nhân cũng không thể. Hắn đã từng dự định chờ đến đạo gia sẽ cầu xin đạo tổ, nhưng cuối cùng, bởi vì Hồng Mông Tháp nên hắn không có cách nào đi tới đạo gia, cho nên kéo cho tới bây giờ. Áy náy. Trong lòng hắn tất nhiên áy náy về chuyện của huyết nữ. Lúc này, trong quan tài này truyền đến một giọng nói. Ta đã tạo lại hồn phách cho nàng, nhưng nàng bị thương quá nặng, bởi vậy bây giờ không thể để cho nàng tỉnh lại được, ngủ say chính là tu dưỡng cho nàng. Ngươi có tử khí thần bí, có thể bảo đảm hồn phách nàng sẽ không xuất hiện sai lầm gì khác, nhưng ngươi cần phải tìm kiếm cho nàng một vài thần vật có thể chăm sóc nuôi dưỡng hồn phách, như vậy nàng mới có thể nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ cần nàng tỉnh lại, đến lúc đó nàng có thể tự mình tạo lại cơ thể. Thần vật chăm sóc nuôi dưỡng hồn phách. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Thần vật cấp bậc thế nào? Càng cao càng tốt. Âm thanh này nói. Không cần quá nhanh, bây giờ nàng đã không có gì đáng ngại. Đương nhiên không thể bị ngoại lực tổn thương nặng tới hồn phách của nàng, nếu không thiên thần cũng khó cứu. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Cảm ơn. Nói đến đây, hắn liếc nhìn bốn linh, sau đó nói. Tiền bối. Nếu ngươi đã nhận được bốn linh, vậy ta liền cáo từ, nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà lúc này, âm thanh này đột nhiên nói. Hãy khoan đã. Dương Diệp xoay người nhìn về phía quan tài này, âm thanh này nói. Ta từng đáp ứng ngươi, nếu như ngươi tìm bốn linh tới đây, ta sẽ trợ giúp ngươi tăng lên thiện cảnh trong thế giới này của các ngươi. Dương Diệp nói. Ta đã đổi điều kiện thành ngươi cứu nhị tỷ của ta, giữa chúng ta đã huề rồi. Âm thanh này im lặng một lát, sau đó nói. Như vậy đi, ta trợ giúp ngươi tăng lên tới thiện cảnh, ngươi nợ ta một phần nhân tình, như vậy rất công bằng. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Được, tăng thực lực lên, hắn tất nhiên sẽ không từ chối. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Bây giờ ta chỉ là kiến đạo cảnh, thoáng cái vượt qua hai cấp nhỏ, liệu có thể có di chứng gì hay không? Âm thanh này nói. Dưới tình huống bình thường thì có, nhưng ngươi lại khác, mạnh mẽ cảnh giới nâng cao sẽ phá hỏng cơ thể của người bình thường, làm hỏng căn cơ, nhưng thân thể ngươi rất mạnh, vượt xa cảnh giới của ngươi bây giờ. Có thể nói, cảnh giới thân thể cùng ngươi đã hoàn toàn không phù hợp, nếu như ngươi đạt được thiện cảnh, vừa vặn phù hợp cùng thân thể ngươi,
cho nên cho dù có vấn đề cũng là vấn đề nhỏ, sau này ngươi tu luyện nhiều hơn là được. Dương Diệp nghe vậy mới yên tâm, nếu như mạnh mẽ tăng thực lực mà phá hỏng căn bản, vậy hắn tình nguyện không cần. Hắn sẽ không vì nhỏ mà mất lớn được. Âm thanh này nói, thiện cảnh lại cần phải dựa vào ngộ, ta chỉ có thể giúp đỡ ngươi ngộ, nhưng có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, vậy phải xem vận số của chính ngươi. Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Ở cách hắn không xa có một lão già ngồi xếp bằng, hai tay lão già kết ấn trước ngực, không gian ở xung quanh dâng lên từng đợt dao động. Rõ ràng lão già này đang đột phá cảnh giới, hơn nữa còn là đột phá thiện cảnh. Dương Diệp không rõ ý của người tiền sử này. Đúng lúc này, hắn biến sắc, trong mắt đầy vẻ khó tin, bởi vì hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mọi thứ của lão già kia, suy nghĩ, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng suy nghĩ và tình hình của lão già kia, giống như lão già kia chính là hắn vậy. Giờ phút này, Dương Diệp xem như đã hiểu rõ ý của người tiền sử này. Phụt! Lúc này, trong miệng của lão nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi và cười cay đắng. Trong vẻ tươi cười còn có chút bất đắc dĩ, chút bi thảm. Thất bại. Dương Diệp im lặng. Lúc này, cảnh tượng trước mắt hắn lại biến đổi, ở cách hắn không xa là một nam tử trung niên. Lúc này, mặt của nam tử trung tuổi kia hướng về chỗ thác nước, hai mắt đối phương nhìn thẳng vào dòng nước giống như nhập định. Giống như trước đó, Dương Diệp vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mọi thứ của đối phương, bao gồm cả tâm cảnh của đối phương lúc này. Tâm cảnh của nam tử trung niên này bình tĩnh hơn lão già kia trước đó rất nhiều. Không biết qua bao lâu, nam tử trung tuổi kia đột nhiên khẽ cười. Thì ra là thế. Dứt lời. Một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể của nam tử trung niên kia cuốn ra ngoài, nhưng trong phút chốc, khí thế kia lại trở về trong cơ thể. Thiện cảnh. Nam tử trung niên trước mắt đã thành công. Cách đó không xa, Dương Diệp cúi đầu im lặng suy nghĩ. Không biết đang nghĩ gì. Mà vào lúc này, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp lại biến đổi. Cứ như vậy, từng huyền giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, tất cả đều không ngoại lệ, đều đang đột phá thiện cảnh. Người tiền sử này giúp đỡ của hắn chính là để cho hắn tự mình trải qua quá trình những cường giả này đột phá thiện cảnh, quá trình này tất nhiên đặc biệt có ý nghĩa với hắn. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang dối trá, cũng tương đương với một con đường tắt. Tuy nhiên đường tắt này ít tác dụng phụ nhất. Có thể đột phá hay không vẫn phải xem chính hắn. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là hắn nhất định phải duy trì bản tâm của mình, không thể bị tâm cảnh của những người này ảnh hưởng. Chỉ có duy trì bản tâm của bản thân hắn, hắn mới có hy vọng đột phá chính mình, nếu không, đừng nói đột phá, sợ rằng có thể sẽ sinh ra tâm ma, làm cho mình không gượng dậy nổi. Sở dĩ người tiền sử này dám để làm thế với hắn. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì hắn là kiếm tu. Nếu như ngay cả bản tâm mà hắn cũng duy trì không được, vậy không xứng làm kiếm tu nữa. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Dương Diệp cũng không biết đã qua bao lâu, dù sao ở trước mặt hắn xuất hiện rất nhiều huyền giả. Trong khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy rất nhiều người thất bại, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều người thành công. Có vài người chỉ thiếu chút nữa có thể thành công, nhưng hết lần này tới lần khác lại khó bước qua được. Cứ như vậy, nhìn một lát thì hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ở đó đột nhiên khôi phục lại bình thường, lúc này, hắn đã ngồi xếp bằng ở trong đại điện này. Giống như lão tăng nhập định. Từng ngày trôi qua. Lĩnh ngộ. Ngộ, này có chút huyền ảo, rất nhiều người có khả năng ngồi tĩnh tọa cả đời cũng không lĩnh ngộ được gì, có rất nhiều người chỉ trong lúc lơ đãng đã hiểu ra. Thứ này phải chú ý tới cơ duyên. Mặc dù có người tiền sử giúp đỡ. Nhưng cuối cùng có thể bước qua được hay không, hoàn toàn phải dựa vào bản thân Dương Diệp. Trong đại điện, từng ngày trôi qua. Ở bên cạnh Dương Diệp là Tiểu Bạch, lúc này, nàng đang làm hộ vệ. Nàng ngồi ở trên vai của Dương Diệp, trong mắt quay tròn, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Hỏa Linh, Thủy Linh cùng với Vũ Linh thỉnh thoảng tìm đến Tiểu Bạch, mấy tiểu tử kia nói thì thầm, không biết đang thương lượng gì. Ám Linh lại từ phía xa nhìn tới, nhưng không đến. Bởi vì trước đây hắn ra tay với Tiểu Bạch, điều này khiến cho Tiểu Bạch rất khó chịu về hắn, hắn tới gần, Tiểu Bạch sẽ vung nắm đấm nhỏ của nàng lên, điều này khiến cho Ám Linh chỉ hồ có thể đứng chờ ở phía xa. Tính cách của Tiểu Bạch có phần tương tự với Dương Diệp, khi nói chuyện tốt thì đặc biệt dễ nói, không nói chuyện được lại rất khó tính. Nàng là linh chủ, dĩ nhiên phải có chút cá tính.
Ngươi lựa chọn hắn sao? Đúng lúc này, trong quan tài này đột nhiên truyền ra một giọng nói. Tiểu Bạch nhìn về ca phía quan tài này, nàng đi tới phía trên quan tài này, sau đó móng nhỏ vỗ nhẹ vài cái vào quan tài này, ý nói ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Vì sao ngươi lại chọn hắn chứ? Âm thanh này lại nói. Linh chủ thiên địa có tâm tính tinh thuần, lương thiện, không phải người lựa chọn là loại người có phẩm chất tính cách hiền lành sao? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó chỉ vào Dương Diệp bên cạnh, tiếp theo, nàng đặc biệt nghiêm túc vung vẩy hai cái móng nhỏ, ý nói hắn là một người tốt, thật sự là một người tốt. Qua rất lâu, âm thanh này lại nói. Cũng đúng, định nghĩa người tốt với mỗi người không giống nhau, người rất tốt với ta chính là người tốt, người không tốt với ta lại là người xấu. Ta nhìn ra được, hắn rất tốt với ngươi. Trên quan tài, Tiểu Bạch gật đầu. Đối với nàng, không thể nghi ngờ Dương Diệp là người tốt nhất trên thế giới. Thật ra, chỉ có thể nói nàng gặp phải Dương Diệp trong thời điểm tối tăm nhất, sau đó vừa vặn cứu nàng, vì vậy, Dương Diệp trở thành tất cả của nàng. Phù! Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ. Tiểu Bạch giật mình và quay đầu lại nhìn Dương Diệp, lúc này, hắn chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Bạch thấy vậy, thoáng cái đã bay đến trên vai của hắn, sau đó đầu nhỏ cọ nhẹ vào gương mặt hắn. Dương Diệp cười xoa đầu của Tiểu Bạch, tâm cảnh bình thản. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Thiện cảnh sao? Lúc này, trong quan tài này truyền đến một giọng nói. Dương Diệp nhìn về phía quan tài này, trong phút chốc, một khí thế đột nhiên từ trong cơ thể cuốn ra ngoài, tuy nhiên thoáng cái, khí thế này lại biến mất. Tiểu thiện cảnh đỉnh phong. Bây giờ hắn chỉ cách đại thiện cảnh có nửa bước xa. Chúc mừng. Lúc này, âm thanh này đột nhiên nói. Dương Diệp ôm quyền nói với quan tài này. Cảm ơn. Nếu như không phải nhờ có đối phương, hắn không biết phải tốn bao nhiêu năm mới tăng lên tới tiểu thiện cảnh đỉnh phong. Hắn sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Người hình như đang bị người đuổi giết. Lúc này, âm thanh này đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng. Âm thanh này im lặng một lát, rất nhanh, một lá cây màu xanh đậm rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía quan tài này, âm thanh này nói. Còn đây là lá bồ đề, một chiếc lá từ trên cây bồ đề rơi xuống. Cây bồ đề là thần vật đỉnh cấp trong thời đại của chúng ta. Lá cây của nó có thể che giấu khí tức, che giấu thiên cơ, người đeo nó thì trong thời gian ngắn một vài toán sư cũng không thể tính ra vị trí của ngươi. Đương nhiên, chuyện trên thế gian không có tuyệt đối, người vẫn phải tự mình cẩn thận hơn. Dương Diệp không từ chối, thu hồi lá cây này rồi cười nói. Tiền bối, ta đã nợ phần nhân tình lớn này của tiền bối rồi. Âm thanh này nói. Không sao, sau này ta chắc chắn cũng sẽ có lúc cần ngươi giúp, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng từ chối. Dương Diệp cười nói. Chỉ cần trong phạm vi có thể, ta nhất định sẽ không từ chối, dù ngoài phạm vi năng lực, ta cũng sẽ cố gắng hết sức đi làm. Nói đến đây, hắn liếc nhìn xung quanh, sau đó nói. Tiền bối, vãn bối còn phải đi tìm thần vật dưỡng hồn, lại cáo từ trước. Âm thanh này nói. Bảo trọng. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ôm Tiểu Bạch xoay người đi ra ngoài điện, Tiểu Bạch vẫy tay chào bốn linh, sau đó tiêu sái xoay người ngồi ở trên vai của hắn. Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi rồi, hỏa linh kia đột nhiên nói. Vì sao không giữ nàng lại? Đây dĩ nhiên là chỉ Tiểu Bạch. Người tiền sử này nói. Linh vật có linh tính, các nàng sẽ tự lựa chọn người mình muốn, cưỡng ép cũng không có ý nghĩa gì cả. Lại giống như các ngươi, ta sẽ không cưỡng ép các ngươi, nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta sẽ không miễn cưỡng. Ở thời đại người tiền sử kia, linh vật đặc biệt tôn quý, về phần linh chủ lại càng đáng quý hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây người tiền sử đồng ý gặp Dương Diệp, bởi vì ở trên người của hắn có một linh chủ. Nếu không, cho dù Dương Diệp có thiên phú tốt hơn nữa cũng không thể tiến vào đại điện này. Sau khi rời khỏi đại điện, Dương Diệp xoay người, quả nhiên đại điện này dần dần mờ ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Thần vật dưỡng hồn. Sau khi rời khỏi di tích tiền sử, Dương Diệp đi tới nhân tộc. Bây giờ có lá bồ đề này, hắn sẽ tạm thời được an toàn, bởi vậy, hắn quyết định quay về nhân tộc gặp đám người Tô Thanh Thi. Đã lâu không gặp, hắn thật sự nhớ các nàng. Sau khi đi tới nhân tộc, Dương Diệp liên lạc Dương Liêm Xương đầu tiên, cũng không lâu lắm,
nàng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã lâu không gặp, Dương Liêm Sương cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Gần đây các nàng thế nào? Không ai tới tìm các nàng chứ? Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu, chúng ta rất bí mật, cũng hết sức giấu mình nên không người nào biết thê nữ của Dương Diệp ngươi ở chỗ chúng ta, cho nên tuyệt đối không có thể lực nào nhằm vào chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Hắn lo lắng chính là có thế lực tới nhằm vào đám người Tô Thanh Thi, rõ ràng là hắn suy nghĩ nhiều, lúc này, Dương Diệp nói. Liêm Sương, nàng giúp ta một chuyện, điều tra xem nơi đó có thần vật dưỡng hồn, tốt nhất là cấp thánh nhân. Thần vật dưỡng hồn. Dương Liêm Sương suy nghĩ một lát, sau đó nói. Được, ta sẽ điều tra một chút, đi thôi, ta dẫn người đi gặp những nữ nhân kia của ngươi. Được Dương Liêm Sương dẫn đường, Dương Diệp đi tới một nơi sâu trong núi, ở đó có một tòa thành không lớn lắm, nhưng cực kỳ bí mật, bị mấy ngọn núi lớn vây quanh và có trận pháp che giấu. Bình thường huyền giả bay qua phía trên đỉnh đầu, ngoại trừ cường giả cấp bậc thánh nhân ra, cơ bản không ai cảm giác được tòa thành này. Dương Liêm Sương nói, ta đã bắt đầu đón người Dương ra phía dưới lên, hiện tại ở đây là căn cứ của chúng ta. Ta chuẩn bị lập một tổ chức chuyên môn thu thập tin tức của bách tộc, bây giờ, chúng ta có thể nắm giữ được mọi hành động của bách tộc trước tiên, bao gồm người bị thánh nhân truy sát, sau đó được cường giả binh ra cứu giúp, chúng ta cũng là một trong những thế lực biết được tin tức sớm nhất. Các nàng ở đây cũng biết được sao? Dương Diệp kinh ngạc nhìn về phía Dương Liêm Sương. Đương nhiên, Dương Liêm Sương cười nói, bây giờ cơ sở ngầm của chúng ta trải rộng trong tất cả bách tộc. Tuy nhiên ngươi đã làm ta bất ngờ, bởi vì ta vốn có thể lập tức biết hành tung của ngươi, nhưng chẳng biết tại sao, hành tung của ngươi bị che giấu, cho dù là chúng ta cũng không có cách nào điều tra được ngươi. Dương Diệp mỉm cười, hẳn là vì lá bồ đề này. Đến rồi. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, ở cửa thành này có một nữ tử mặc váy dài màu xanh đang đứng, nàng chính là Tô Thanh Thi mà hắn đã lâu không gặp. Nhìn thấy Dương Diệp, Tô Thanh Thi mỉm cười. Chàng về rồi. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tô Thanh Thi, sau đó nắm tay nàng và cười nói. Ta về rồi. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi gặp đám người Tuyết Nhi. Nhìn bóng lưng của Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi biến mất, Dương Liêm Sương nhún vai, sau đó xem nhìn cổ tay của mình. 12 giờ. Nói xong, nàng ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời. Ôi! Đáng tiếc năm đó không hiếu học, nếu không có thể làm ra một loại đạn gì đó. Giờ phút này, trong lòng Dương Liêm Sương hiếm khi lại hối hận vì năm đó không nên quá hiếu động, không nên trốn học như vậy. Mấy ngày tiếp theo, Dương Diệp luôn ở cùng đám người Tô Thanh Thi, đối với hắn, không có vui hơn được ở bên cạnh đám người Tô Thanh Thi. Đặc biệt là Tuyết Nhi, bây giờ Tuyết Nhi đã cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên Lôi Lâm vẫn nhỏ như vậy. Lôi Lâm nhìn thấy hắn cùng Tiểu Bạch cũng rất vui mừng, ôm Tiểu Bạch lại sờ loạn một hồi. Tiểu Bạch cũng không từ chối. Tiểu Bạch không chấp nhận nhiều người, Lôi Lâm và Tuyết Nhi lại được tính vào trong đó. Nhìn mấy tiểu tử chơi đùa với Tiểu Bạch phía xa, Dương Diệp không nhịn được khẽ cười. Nếu như có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt biết bao. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua. Thế giới này, muốn an cư lạc nghiệp không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt là hắn. Bây giờ trên người hắn có không ít phiền phức. Năm ngày sau, Dương Liêm Sương tìm được Dương Diệp. Hồn quan. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Thần vật này đã từng là chí bảo thiên tộc, chuyên môn chăm sóc nuôi dưỡng hồn phách, không chỉ có thể chăm sóc nuôi dưỡng hồn phách, còn có thể nâng cao hồn phách, là bảo bối mà một ít tu sĩ tu hồn nằm mơ cũng muốn có. Nó đang ở thiên tộc sao? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương lắc đầu. Ở Vạn Tinh Thành. Vạn Tinh Thành là một cuộc giao dịch thành, ở đây, là bách tộc một cuộc giao dịch thành, bách tộc buôn bán cơ bản đều tiến hành ở chỗ này, ở đây, có thể thấy được đến từ bách tộc bảo vật. Vạn Tinh Thành. Dương Diệp khẽ gật đầu. Bây giờ ta sẽ đi lấy nó. Hắn không muốn kéo dài thời gian về chuyện của nhị tỷ nữa. Phụ thân lại phải đi rồi sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên cửa. Dương Diệp nhìn lại. Đó chính là Tuyết Nhi. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tuyết Nhi và khẽ xoa đầu của nàng. Phụ thân có việc phải làm, Tuyết Nhi có thể hiểu được, đúng không? Tuyết Nhi hơi cúi đầu và im lặng. Tâm tình Dương Diệp có chút phức tạp. Lúc này,
Tô Thanh Thi đi tới, nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu và nhìn về phía Tuyết Nhi. Phụ thân bảo đảm, sau này sẽ thường xuyên trở về thăm Tuyết Nhi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất. Lúc này, Tuyết Nhi chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Diệp đã biến mất thì òa khóc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 146.